Cái khóa đào tạo ngày thứ ba hôm nay thì chúng ta sẽ nghe về là các công cụ quản lý như thế nào để thúc đẩy giao thông điện ở Hà Nội. Thế thì như chúng ta đã biết thì là thực tế ra thì là cụ thể là ở Hà Nội, tại vì Hà Nội thì được lựa chọn là thành phố thí điểm của dự án khi mà một số cái xe đạp điện sẽ được lựa chọn để thực hiện hành được để thí điểm tại một số cái tuyến đường của Hà Nội. Tuy nhiên thì trong cái ngày thứ ba này thì chúng ta thì thảo luận các cái công cụ chung cho cái việc mà làm thế nào để quản lý được, giải quyết được các cái vấn đề về giao thông đô thị hiện tại ở hầu hết các cái đô thị của Việt Nam, chứ không chỉ là tập trung riêng cho Hà Nội đoạn. Và có thể thấy rằng là giao thông vận tải điện thì phương tiện điện thì hình như đang một xu thế tất yếu và có thể là một trong những giải pháp rất quan trọng để chúng ta có thể giải quyết những cái vấn đề về môi trường xã hội khác mà giao thông truyền thống đang đang trở nên vấn đề rất là bức xúc hiện tại. Trong chương trình đào tạo của toàn khóa đào tạo hôm nay thì chúng ta có 4 ngày đào tạo, thì 2 ngày đầu chúng ta đang nghe quy hoạch và thực hiện cái vùng phát thải thấp, và ngày hôm qua thì chúng ta cũng có một ngày rất là kỹ thuật sâu, chúng ta nghe về các cái quy chuẩn tiêu chuẩn đối với cái phương tiện điện được áp dụng đến thế giới như thế nào, và sau đấy thì là chúng ta cũng đã nghe nói với chúng ta cũng đã nghe về cái lộ trình chuẩn bị xây dựng một số cái tiêu chuẩn quy chuẩn để về phương tiện điện, về thúc đẩy phát triển phương tiện điện tại Việt Nam. Ngày tiếp theo thì chúng ta sẽ ngày thứ ba thì chúng ta sẽ nghe về các biện pháp thúc đẩy giao thông vận tải bằng xe điện tại Hà Nội như thế nào. Và ngày cuối thì chúng ta sẽ nghe rất là một cái phiên rất là kỹ thuật nữa, là liên quan đến cái phát triển hạ tầng trạm sạc hiện như thế nào và làm thế nào để đảm bảo cái tính đồng nhất với cái mạng lưới điện quốc gia ra làm sao. Thì chúng ta sẽ nghe những khó khăn của Việt Nam và chúng ta trên cơ sở để chúng ta sẽ nghe những cái bài học trên thế giới. Thế đúng ngày hôm nay thì là chúng tôi có ba bốn cái bài trình bày chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ nghe về đánh giá thực trạng giao thông đô thị tại Hà Nội, cơ hội và xem cơ hội để phát triển xe điện như thế nào. Và cái nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe chia sẻ về các bước thực hiện và các cái rào cản ra làm sao, cách mà tháo gỡ các rào cản như thế nào từ kinh nghiệm quốc tế. Đến bài tiếp theo thì là chúng ta cũng sẽ nghe về áp dụng các công cụ để phát triển phương tiện ra làm sao. Trong cái nội dung thứ ba này thì chúng ta sẽ nghe một cái bài trình bày rất hay về cái việc là phát triển cái hệ sinh thái xe điện tại Ấn Độ đã được thực hiện như thế nào và nó thành công ra làm sao. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ nghe một bài trình bày của Phó giáo sư tiến sĩ Tam Phúc là hiện trạng và quá trình chuyển đổi sang cái cơ hội để chuyển đổi sang giao thông xe điện ở Việt Nam như thế nào. Bài trình bày đầu tiên thì được trình bày bởi ông Trần Nguyên Hà. Ông Trần Nguyên Hà là nghiên cứu viên tại Trung tâm Quy hoạch Giao thông Đô thị và Nông thôn của Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải. Thì chúng ta đã biết là Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải là một trong những cái viện đầu ngành của ngành giao thông để thực cái đấy tham gia tham mưu cho Bộ Giao thông Vận tải thực hiện xây dựng thực hiện các cái quy hoạch phát triển giao thông vận tải từ giao thông vận tải cấp đô thị đến quốc gia ở Việt Nam. Và ông Hà thì cũng đã chủ trì rất nhiều cái hoạt động quy hoạch xây dựng chính sách phát triển của ngành giao thông, phát triển hệ thống dịch vụ logistics, và cũng đã tham gia đóng góp vào nhiều cái giải pháp tăng cường quản lý giao thông hướng tới mục tiêu giảm ùn tắc giao thông và giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm nhiên liệu, lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu vào các cái quy hoạch phát triển giao thông vận tải, và gần đây là hỗ trợ cho việc thực hiện NDC của ngành giao thông vận tải. Hôm nay thì ông Hà sẽ trình bày về cái nội dung đánh giá hiện trạng phát triển giao thông đô thị tại Hà Nội, các cơ hội phát triển cho phát triển giao thông điện. Xin mời ông Hà.
Vâng, xin cảm ơn chị Thủy ạ. Trước tiên là lần đầu tiên cho tôi xin phép được gửi lời chào trân trọng đến quý vị đại biểu, các diễn giả và khách mời đã có mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Cá nhân tôi thì đã theo dõi cái chương trình từ các cái phiên đầu tiên và đã được nghe rất nhiều bài trình bày chi tiết thú vị của nhiều học giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước với nhiều thông tin cập nhật về tình hình phát triển phương tiện điện tại Việt Nam cũng như các quốc gia, các đô thị trên thế giới. Ngày hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với quý vị đại biểu một số nội dung liên quan về thực trạng giao thông đô thị Hà Nội và cơ hội để phát triển phương tiện điện tại thành phố Hà Nội. Các nội dung chính của bài trình bày gồm có tổng quan về giao thông đô thị Hà Nội, hiện trạng phương tiện giao thông điện tại thành phố Hà Nội và cơ hội phát triển phương tiện giao thông điện tại thành phố Hà Nội. Phần đầu tiên, tổng quan về giao thông đô thị Hà Nội. Thì như chúng ta đã biết, thành phố Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước và khu vực, là đầu mối giao thông vận tải của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời cũng đã kết nối với hầu hết các cái hành lang vận tải chính của khu vực phía Bắc. Hiện trạng về kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố Hà Nội hiện nay với tổng chiều dài mạng lưới đường bộ trên địa bàn thành phố là khoảng 23.200 km, trong đó tỷ lệ đất dành cho giao thông trên đất xây dựng đô thị chiếm 9,75%, tỷ lệ đất dành cho giao thông tỉnh mới đạt khoảng 0,11% và tốc độ tăng diện tích kết cấu hạ tầng giao thông bình quân đạt 0,4% một năm. Thì như chúng ta đã biết, thì kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những năm vừa qua đã được đầu tư, quan tâm đầu tư và đã hình thành cái mạng lưới khung. Tuy nhiên, các cái chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố Hà Nội hiện nay so với các cái mục tiêu đề ra trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải của thành phố đến năm 2030 được phê duyệt tại quyết định 519 thì còn một cái khoảng cách tương đối xa. Cái này điều này cần sự nỗ lực của thành phố trong việc phát triển về hạ tầng giao thông trong những năm tiếp theo. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội thì các vành đai 1, 2, 3 là các vành đai đô thị cơ bản đã được khép kín. Ngoài ra các vành đai 3,5, vành đai 4 và vành đai 5 là các vành đai trục chính đô thị và vành đai liên vùng đang được tiến hành đầu tư theo quy hoạch. Thì trong khu vực vành đai 3 như chúng ta đã biết là khu vực có mật độ dân cư rất cao và tình trạng ô nhiễm không khí do hoạt động của phương tiện giao thông vận tải trong khu vực vành đai 3 tại thành phố Hà Nội được đánh giá là rất là bức xúc. Về thị phần đảm nhận của các phương thức vận tải đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo số liệu của Viện Chiến lược Phát triển Giao thông Vận tải trong năm 2019 thì đa phần cái nhu cầu đi lại của người dân hiện nay vẫn đang được đáp ứng bởi phương tiện cá nhân chiếm khoảng 83% và vận tải khách công cộng hiện nay mới đáp ứng khoảng 17% nhu cầu đi lại của người dân, trong đó vận tải khách công cộng bằng xe buýt chiếm khoảng 8,69%. Theo quy hoạch giao thông vận tải của thành phố đến năm 2030 đang đặt ra mục tiêu phát triển về vận tải khách công cộng đến năm 2030 đảm nhận 45-50% thị phần vận tải hành khách, thì đây là một cái mục tiêu rất lớn mà muốn đạt được đòi hỏi sự nỗ lực của thành phố trong việc phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt cũng như là phát triển mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch. Về hiện trạng phương tiện giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội thì đến tháng 7 năm 2021, tổng số phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt khoảng 7,5 triệu phương tiện, trong đó có 6,3 triệu phương tiện xe máy, gần 1 triệu phương tiện ô tô các loại, trong đó phương tiện ô tô con chiếm khoảng 530.000 phương tiện và ngoài ra là hiện nay trên địa bàn thành phố đã có khoảng 173.000 xe máy điện các loại. Về vận tải khách công cộng bằng xe buýt thì đến tháng 4 năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 136 tuyến buýt, trong đó có 114 tuyến buýt được trợ giá chiếm tỷ lệ 84%, 12 tuyến buýt kế cận và 02 tuyến buýt city tour. Tổng chiều dài mạng lưới buýt trên địa bàn thành phố hiện nay đạt gần 5.000 km với cự ly bình quân khoảng 35 km một tuyến và mức độ bao phủ mạng lưới buýt trên trong khu vực trung tâm là đã đạt đến 60%. Trên toàn mạng lưới hiện nay có khoảng 3.813 điểm dừng đón trả khách, trong đó thì có 361 điểm dừng có bố trí nhà chờ đạt tỷ lệ gần sấp xỉ 10% với 5 điểm trung chuyển và 96 điểm đầu cuối. Hiện nay mạng lưới buýt của trên địa bàn thành phố Hà Nội thì 95% là các tuyến buýt sử dụng nhiên liệu diesel. Ngoài ra đã có 07 tuyến buýt CNG được vận hành bởi công ty Bảo Yến từ năm 2018 với tổng chiều dài khoảng trên 200 km. Bên cạnh đó thì một loại hình phương tiện buýt mới là xe buýt điện thì đã được công ty Vinbus đăng ký vận hành 10 tuyến trong năm 2021. Tuy nhiên hiện nay do chưa có cái định mức kinh tế và đơn giá cho xe buýt điện để làm cơ sở đấu thầu và đặt hàng theo quy định nên và cũng như cái tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp của Covid nên dẫn đến cái tiến độ triển khai kế hoạch xe buýt điện của thành phố đang bị chậm so với kế hoạch. Đến phần thứ hai là xin phép được đánh giá về hiện trạng phương tiện giao thông điện tại địa bàn thành phố Hà Nội. Trong bối cảnh tổng quan hiện nay thành phố Hà Nội có khoảng 380.000 phương tiện điện thì trong đó chủ yếu là xe máy điện và xe đạp điện. Ngoài ra là một lượng nhỏ các phương tiện ô tô điện và xe bốn bánh sử dụng động cơ điện hoạt động trong khu vực hạn chế phục vụ khách du lịch. Hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 88 phương tiện do 5 doanh nghiệp vận hành cũng như là một số lượng nhỏ xe buýt chuyên dùng
chiếm tỷ lệ dưới 1%. Trong đó thì phương tiện ô tô điện gồm có các loại hình xe buýt điện của Vinbus, ô tô hybrid nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam và một số lượng nhỏ các ô tô thuần điện đang trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm của các cái chương trình hợp tác nghiên cứu và tài trợ. Như vậy hiện nay ta thấy là số lượng phương tiện điện hiện chỉ chiếm khoảng 2,3% phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn thành phố và còn dư địa phát triển rất lớn trong tương lai đi cùng với các cái chính sách khuyến khích phát triển phương tiện thân thiện môi trường của quốc gia cũng như của thành phố Hà Nội. Về tình hình của loại hình xe máy điện hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 172.000 xe máy điện đã được đăng ký và chiếm 2,7% tổng số lượng phương tiện xe máy trên địa bàn là khoảng 6,3 triệu phương tiện xe máy. Với loại hình xe máy điện hiện nay thì vẫn đang có hai cái loại hình lưu trữ điện năng là dùng pin hoặc dùng ắc quy với những ưu và nhược điểm riêng. Thì trong đó là chủ yếu hiện nay cơ cấu đoàn phương tiện xe máy điện vẫn chủ yếu sử dụng công nghệ ắc quy chiếm 65-75% số lượng. Ngoài ra có một số lượng nhỏ phân khúc cao cấp đã sử dụng công nghệ pin lithium và cái phân khúc này thì đang có xu hướng ngày càng gia tăng nhờ cái quá trình công nghệ ngày càng được nâng cao dẫn đến giá thành của pin ngày càng giảm cũng như khả năng lưu trữ ngày càng gia tăng. Đối với thị trường ô tô điện, hiện nay trên địa bàn cả nước có khoảng 1.500 ô tô điện hóa các loại, nhưng trong đó chủ yếu là ô tô hybrid. Trên đoàn phương tiện ô tô của cả nước là 4,2 triệu ô tô. Trong đó thì tại thành phố Hà Nội hiện nay có khoảng hơn 500.000 phương tiện ô tô con đã được đăng ký. Thì cái lượng ô tô điện hiện nay mới bắt đầu được đưa vào thị trường từ năm tháng 8 năm 2020, như hãng Toyota đã giới thiệu dòng xe hybrid phổ thông đầu tiên được phân phối chính hãng trong nước, cũng như là doanh nghiệp VinFast là doanh nghiệp nội địa đầu tiên đã giới thiệu cái dòng ô tô thuần điện VFE34, đồng thời cũng đã đưa vào vận hành thử nghiệm các cái tuyến buýt chạy điện đầu tiên tại Hà Nội. Cụ thể là tại cái công văn văn bản số 93 của Ủy ban nhân dân thành phố thì Hà Nội đã đề xuất Thủ tướng về việc cho phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt điện giảm ô nhiễm môi trường. Thì trên cơ sở này, công ty Vinbus đã đăng ký vận hành 10 tuyến xe buýt điện trên địa bàn thành phố với cam kết đầu tư 150-200 phương tiện buýt điện cao cấp. Và cái tuyến buýt điện đầu tiên tại Hà Nội thì đã được hoạt động thử nghiệm từ tháng 4 năm 2021 tại khu đô thị Vinhome Ocean Park tại Gia Lâm. Theo kế hoạch thì tổng chiều dài của mạng lưới 10 tuyến buýt điện đầu tiên tại Hà Nội khoảng 220 km với cự ly bình quân là 22 km một tuyến và sẽ có hai depot chính là khu đô thị Ocean Park Gia Lâm và khu đô thị Smart City Tây Mỗ. Và tại mỗi depot này sẽ được bố trí khoảng 20-22 trạm sạc. Ngoài ra, tại một số đầu bến đỗ sẽ được đặt bổ sung các trạm sạc nhanh để phục vụ vận hành trên tuyến. Với phương tiện buýt điện này thì sức chứa bình quân khoảng 68 hành khách và sạc đầy sau 2 giờ tại hệ thống trạm sạc nhanh. Cũng như là với mỗi lần sạc đầy thì khả năng vận hành di chuyển tối đa vào khoảng 220-260 km. Và trong những ngày gần đây thì chúng ta đã nhận thông tin rất là vui mừng, đó là cái loại hình vận tải mới sẽ chuẩn bị được đưa vào khai thác trên địa bàn thành phố là đường sắt đô thị tuyến số 2A Cát Linh Hà Đông. Thì sau một thời gian dài đầu tư xây dựng, hiện nay là sẽ dự kiến được đưa vào khai thác chính thức trong tháng 11 năm 2021 với 13 đoàn tàu 4 toa. Chiều dài tuyến đường sắt đô thị 2A là khoảng 13 km với 12 nhà ga, với điểm đầu tại ga Cát Linh và điểm cuối tại khu vực bến đỗ xe Yên Nghĩa và khu depot Phú Lương. Thì tuyến đường sắt này được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đôi khổ 1435, tốc độ chạy tàu 80 km một giờ. Và với cái năng lực vận tải hành khách tối đa lên đến 57.000 hành khách một giờ, tương đương khoảng 1 triệu hành khách một ngày. Tuy nhiên thì trong cái giai đoạn đầu thì dự kiến tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông cũng chỉ khai thác một nửa công suất thiết kế để vận hành. Đến với cái phần nội dung chính của bài hội thảo ngày hôm nay là về cơ hội phát triển phương tiện giao thông điện tại thành phố Hà Nội. Thì để nhìn nhận cơ hội phát triển của giao thông điện thành phố Hà Nội phải đặt trong cái bối cảnh chung trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Thì như các quý vị đại biểu đã biết, hiện nay các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới đã và đang xây dựng các lộ trình cụ thể để phát triển phương tiện điện dần thay thế phương tiện sử dụng xăng và diesel truyền thống, đặt nhằm cắt giảm khí thải nhà kính do động giao thông vận tải cũng như hướng đến mục tiêu xây dựng các vùng phát thải thấp, low emission zone, và dự báo ô tô điện sẽ đạt mốc 28 triệu xe đến năm 2030 theo Bloomberg, và ô tô sử dụng khí nhiên liệu hydro hóa lỏng sẽ đạt đến 2,4 triệu xe đến năm 2030. Cùng với bối cảnh trên thế giới thì chính phủ Việt Nam đã cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính quốc gia, chỉ đạo việc thực hiện cắt giảm khí nhà kính trong hoạt động giao thông vận tải cũng như nghiên cứu các cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển vận tải khách công cộng, phương tiện thân thiện môi trường. Đối với bản thân thành phố Hà Nội thì thành phố cũng đang có kế hoạch tiếp tục phát triển và mở rộng đô thị hóa. 12 quận nội thành hiện nay dự kiến đến năm 2025 sẽ đạt 17 quận và 2030 là 20 quận. Thì cùng với cái quá trình đô thị hóa này sẽ là cái nhu cầu về
sử dụng, sở hữu phương tiện ngày càng gia tăng của người dân cũng là những cái cơ hội để phát triển phương tiện điện cho thành phố Hà Nội. Cụ thể về một số cái mục tiêu về phát triển giao thông bền vững ở cấp độ quốc gia, thì như chúng ta đã biết tại quyết định số 452 của Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đã đưa ra cái mục tiêu góp phần và mục tiêu giảm 7,3% phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường bao của quốc gia. Thứ hai là quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Thì từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Tức là các cái tiêu chuẩn khí thải sẽ ngày càng được nâng cao. Và đến năm và tại quyết định số 2707 của Bộ Giao thông Vận tải về chương trình nghị sự về phát triển bền vững thì mới đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển vận tải công cộng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ đảm nhận đạt 35-40%. Đối với cơ hội phát triển về vận tải khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội thì tại kế hoạch phát triển phân tải khách công cộng của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 đã được thành phố phê duyệt, đã đặt ra các cái mục tiêu phát triển rất là cụ thể đối với từng loại hình vận tải khách công cộng, cụ thể như sau. Thì đối với vận tải khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2030 sẽ đảm nhận khoảng 25% nhu cầu đi lại và phát triển đoàn phương tiện xe buýt từ khoảng 2.000 xe hiện nay lên khoảng 6.700 đến 6.800 xe. Tức là cái đoàn phương tiện buýt đến năm 2030 sẽ gấp khoảng 3 lần so với hiện trạng. Trong đó thì tỷ lệ sử dụng phương tiện năng lượng sạch phải tối thiểu đạt từ 5 đến 20%. Như chúng ta đã biết thì hiện nay đoàn phương tiện buýt sử dụng nhiên liệu sạch tại Hà Nội có hai loại hình là buýt CNG và buýt điện đang thử nghiệm. Vậy thì theo cái mục tiêu đề ra của thành phố đến năm 2030 chúng ta sẽ cần phải đầu tư thêm khoảng 1.000 phương tiện buýt sử dụng nhiên liệu sạch, trong đó có buýt điện. Thứ hai là loại hình vận tải khách công cộng bằng taxi và xe hợp đồng thì cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đảm nhận 9-10,5% nhu cầu đi lại của người dân, tương đương với việc phát triển đoàn phương tiện taxi và xe hợp đồng du lịch đạt khoảng 80.000 đến hơn 100.000 phương tiện. Trong đó cũng đặt ra mục tiêu đạt tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch tối thiểu đạt từ 5 đến 20% đoàn phương tiện. Bên cạnh đó thì loại hình vận tải rất là quan trọng trong tương lai sẽ góp phần thúc đẩy cái việc chuyển dịch nhu cầu từ vận tải cá nhân sang vận tải công cộng trên địa bàn thành phố, đó là việc tiếp tục phát triển các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch. Dự kiến đến năm 2030 sẽ đạt 4 đến 5 tuyến đường sắt đô thị đi vào hoạt động và sẽ đáp ứng từ 8 đến 10,3% nhu cầu đi lại. Bên cạnh các cái loại hình vận tải khách công cộng chính nói trên thì hiện nay thành phố Hà Nội cũng đang nghiên cứu sẽ mở rộng tiếp các cái địa bàn hoạt động cho loại hình xe chở khách 4 bánh sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh khách du lịch theo khu vực phù hợp trên địa bàn thành phố Hà Nội và đang dự kiến sẽ có mở rộng thêm 8 khu vực sẽ sử dụng xe 4 bánh sử dụng điện phục vụ tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố. Đối với cơ hội phát triển đối với loại hình phương tiện cá nhân như là ô tô điện, xe máy và xe đạp điện trên địa bàn thành phố Hà Nội thì năm 2017 thành phố Hà Nội đã thông qua đề án về tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030. Và hiện nay thì thành phố đã và đang dần triển khai các cái giải pháp nhằm tăng cường quản lý phương tiện giao thông cơ giới cá nhân gồm có ô tô và xe máy trên địa bàn thành phố. Mà trong những ngày gần đây thì chúng ta đã được nghe cái thông tin về việc nghiên cứu cái lộ trình về thu phí đi vào nội đô. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là trong cái bối cảnh hiện nay vận tải công cộng chưa thể phát triển như kỳ vọng thì trong giai đoạn gần, tương lai gần từ năm 2021 đến 2025 thì vận tải cá nhân sẽ vẫn là một trong những cái loại hình vận tải chính phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Và theo dự báo thì hiện nay thì cái cơ hội phát triển với thị trường xe máy điện tại Hà Nội và xe đặc biệt là ô tô điện là rất lớn, khi mà sở hữu ô tô con trên 1.000 dân tại thành phố Hà Nội hiện nay là vẫn còn thấp, mới đạt khoảng 65 xe trên 1.000 dân. Cùng với việc tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người của người dân trên địa bàn thành phố ngày càng tăng thì sẽ dẫn đến cái chuyển dịch nhu cầu sở hữu xe máy sang ô tô. Và theo dự báo, cái xu thế tăng trưởng hiện nay thì đến năm 2030 thành phố Hà Nội sẽ có khoảng 7,5 triệu xe máy và gần 1,5 triệu ô tô con. Vậy và cái dư địa phát triển của cái thị trường ô tô điện và xe máy điện hiện nay là rất lớn. Hiện nay thì thành phố cũng đang có các nghiên cứu, các mô hình thí điểm về xe điện hai bánh và xe đạp điện công cộng kết nối. Ví dụ như là gần đây nhất là cái dự án của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đề xuất thí điểm 60 phương tiện xe điện hai bánh kết nối giữa hai nhà chờ xe buýt nhanh BRT tại La Khê, Hà Đông đến khu trung tâm thương mại Aeon, Hà Đông đang trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm. Trên đây thì là tóm tắt một số cái chia sẻ ngắn gọn về thực trạng giao thông đô thị và cơ hội phát triển giao thông điện tại Hà Nội.
Thì đối với bất cứ một lĩnh vực nào thì cơ hội thì luôn đi kèm với thách thức. Tuy nhiên thì trong cái phạm vi của bài trình bày hôm nay thì tôi xin phép được trình bày các cái cơ hội phát triển phương tiện giao thông điện của thành phố. Còn về các cái thách thức và khó khăn thì là sẽ là trong phạm vi của các bài trình bày khác. Và chân thành cảm ơn sự theo dõi lắng nghe của quý vị đại biểu. Xin hết và nhường lời cho chị Thủy tiếp tục chương trình ạ. Cảm ơn anh Hà rất nhiều về cái bài trình bày rất là tổng quan về từ giao thông vận tải chung của thành phố Hà Nội, những khó khăn hay những thách thức, những cơ hội nào cho đến xác định những cơ hội phát triển về giao thông vận tải điện ra làm sao. Xin quý vị đại biểu thì không biết là có ai có những cái câu hỏi, trả lời câu hỏi hay là những cái góp ý cho cái bài trình bày, hay đóng góp hay là khuyến nghị nào đấy cho bài trình bày của anh Hà không ạ? Có một câu hỏi của anh Văn Hiến. Anh Hà có thể trả lời trực tiếp được không? À vâng, em có nhận được câu hỏi của anh Hiến đây rồi ạ, về cái số liệu hạ tầng chạm sạc của Hà Nội hiện nay. Thì trao đổi với anh Hiến là hiện nay là như chúng ta đã biết là phát triển hạ tầng chạm sạc thì đi đầu là doanh nghiệp VinFast. Thì là đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng cập nhật được số liệu cách đây khoảng 2 tháng ạ. Thì hiện nay là trên địa bàn thành phố đã có khoảng đã được đầu tư khoảng gần 700 trạm sạc và đang tiếp tục đầu tư trong năm 2021, dự kiến là sẽ đạt 1.000 đến 1.500 trạm sạc trong năm 2021 anh ạ. Em có nhận được câu hỏi của anh Đức về cái bài trình bày slide ạ, thì em xin phép sẽ được chia sẻ qua email của anh, em đã nhận được ở trong khung chat rồi ạ. Có một câu hỏi của chị Huế là về những cái giải pháp cụ thể để phát triển vận tải khách công cộng đạt được cái mục tiêu từ 45 đến 50% đến năm 2030. Thì đây là, với chị Huế thì là đây là một cái cả một cái chương trình nghiên cứu rất là lớn và đã đặt ra rất nhiều cái nội dung chi tiết ở bên trong. Thế thì xin phép được trao đổi với chị Huế ở bên ngoài phạm vi chương trình tại cái địa chỉ email em đã nhận được. Xin cảm ơn chị ạ. Tôi có một câu hỏi dành cho anh Hà là ngoài những cái loại hình phương tiện giao thông công cộng mà mình đã nêu ở đây, thì liệu thành phố Hà Nội trong những năm tới thì có thúc đẩy thêm một số cái hoạt động về hành khách vận tải khối lượng lớn ở những cái khu vực khác, và có thúc ví dụ như kiểu BRT hoặc là MRT chẳng hạn, thì mình có triển khai một trường thực hiện hay không, và một điều nữa là không biết là mình có cái giải pháp nào để hạn chế hay để quản lý cái giao thông cá nhân không? À, vâng, cái câu hỏi của chị Thủy thì cũng thực ra là cũng có một ý đã nằm trong cái bài trình bày, nhưng mà do phạm vi thời gian của chương trình có hạn nên là mình, tôi cũng không thể trình bày hết. Về cái đã được trong bài slide ấy, thì đã nhắc đến cái đề án số cái nghị quyết số 04 của thành phố về phê duyệt cái đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thì đây là cái đề án rất là quan trọng của thành phố Hà Nội, đã nghiên cứu chi tiết những cái biện pháp nhằm là điều tiết cái nhu cầu sử dụng phương tiện của người dân từ chuyển để làm sao có thể chuyển dịch dần từ nhu cầu cá nhân sang sử dụng vận tải khách công cộng, có nhiều cái biện pháp ở trong đó. Thì hiện nay là các thành phố trên cơ sở cái đề án này thì là thành phố Hà Nội đã đang thực hiện các cái chương trình cụ thể về các cái giải pháp cụ thể để thực thi cái đề án. Thì là về cái chi tiết của cái đề án này thì tôi sẽ có một cái bài trình bày nữa, xin phép là vào một buổi khác vì là nó là rất là chi tiết. Còn về cái câu hỏi của chị về các cái loại hình vận tải khối lượng lớn thì đúng là hiện để cũng là một trong cái ý của câu hỏi của chị Huế là hiện nay cái thị phần
chưa đến 20% mà đặt ra mục tiêu đến năm 2030 là từ 35 đến 40%, thì chắc chắn là phải có sự tham gia của các loại hình vận tải khách khối lớn thì chúng ta mới có thể dịch chuyển cái khối lượng thị phần lớn như vậy. Thì trong đó là cái đường sắt đô thị trong những năm tiếp theo sẽ là một cái phương tiện chủ đạo, cùng với xe buýt sẽ phát triển từ 2.000 phương tiện buýt lên khoảng gần 7.000 phương tiện buýt, là hai cái loại hình vận tải chủ đạo để chúng ta có thể chuyển dịch cái nhu cầu sử dụng phương tiện của người dân, điều tiết dần từ phương tiện cá nhân sang vận tải công cộng nhằm cắt giảm cái phát thải khí nhà kính ạ. Xin hết ạ. Vẫn đang còn một câu hỏi của anh Chính Trần đấy ạ. Anh Trần Trinh ạ. À vâng, em có nhận được câu hỏi của anh Trần Trinh rồi ạ. À, đó là xe điện thì cũng có những cái hạn chế so với xe truyền thống sử dụng nhiên liệu xăng và diesel, như là quãng đường di chuyển, về thời gian sạc. Và anh Trinh cũng đang có đặt ra những cái câu hỏi như là trong tương lai không xa, khi mà xe điện bùng nổ và thay thế xe xăng, thì những cái hạn chế trên sẽ trở thành những cái rào cản đối với phát triển xe điện, thì giải pháp cho vấn đề này là gì? Thì báo cáo với anh Trinh là hiện nay như chúng ta biết là cái xu thế điện hóa cũng như là phát triển phương tiện điện trên thế giới thì là tiến bộ thần tốc trong khoảng 5 năm trở lại đây, vì cái công nghệ ngày càng được nâng cao, được cải tiến liên tục. Trước đây thì cái hạn chế về pin cũng như là thời gian sạc là cái rào cản rất lớn đối với phương tiện điện, nhưng mà trong những năm gần đây cái đột phá về công nghệ đã giải quyết tương đối tốt những cái rào cản này. Thời gian sạc đối với xe ngày càng được rút ngắn, quãng đường di chuyển thì ngày càng được tăng cao. Trong tương lai thì cùng với sự phát triển về công nghệ cũng như là cái mở rộng cái hạ tầng chạm sạc, đối với Hà Nội thì hiện nay thì chúng tôi đánh giá một trong những cái rào cản và khó khăn để phát triển phương tiện lớn nhất chính là cái cơ sở hạ tầng để bố trí các cái chạm sạc. Ví như chúng ta đã biết là hiện nay không gian đô thị rất là chật chội, và việc bố trí các hạ tầng chạm sạc làm sao trong phù hợp trong mạng lưới đô thị hiện nay là rất là khó, và đấy là một trong những cái rào cản lớn. Còn những cái rào cản về công nghệ thì hiện nay là các nhà sản xuất trên thế giới đã cơ bản đã đẩy nhanh được cái công nghệ và tiến cái năng lực của phương tiện điện gần sát đến các cái phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống rồi, nên là về tương lai thì đây không phải là cái rào cản chính, mà rào cản chính ở những cái bước đầu hiện nay là rào cản về phát triển hạ tầng các trạm sạc và những cái hệ lụy kéo theo. Vâng, em cảm ơn anh Chính ạ. Em nhận được câu trả lời của anh. Bây giờ có một câu hỏi dành cho anh Chính ạ. Anh Chính có tiện trả lời không ạ? Vâng ạ, đối với câu hỏi của anh Nguyễn Hoàng Đức ạ. Tất cả những cái tài liệu trong cái chương trình đào tạo thì sẽ được đưa lên trang web của dự án Solution Plus ạ. Nếu mà các chị đã đăng ký và đã có địa chỉ email rồi thì là bên cái bộ phận hỗ trợ kỹ thuật đó, họ sẽ gửi trực tiếp cái đường link đấy cho các quý vị đại biểu, và chúng ta có thể lên đấy và chúng ta có thể lấy tài liệu về tham khảo ạ. Vâng anh Trinh ơi, anh Hiến có anh Hiển có hỏi anh một câu là các giải pháp của doanh nghiệp là gì trong việc thích ứng với xu hướng hiện tại của xe điện đấy ạ? Trong lúc chờ đợi thì là mình cũng có thể có thêm một câu hỏi cho anh Hà được không ạ? Dạ vâng chị ạ. Ngoài cái như lúc đã trình bày thì có thấy rằng là ngành giao thông vận tải thì chúng ta sẽ đóng góp cho cái nhu cầu phát thải khoảng hơn 7%, đúng không ạ? Tức là đấy là mục tiêu của quốc gia, và ngành giao thông vận tải sẽ đóng góp cái phần nỗ lực của mình trong cái mục tiêu chung của quốc gia chị ạ. Vâng. Thế thì hiện tại thì mình đã có những cái lộ trình gì để mình có thể thực hiện được cái mục tiêu quốc gia đấy không?
Cái này thì là riêng đối với ngành giao thông vận tải, cụ thể là Bộ Giao thông Vận tải thì đã ban hành cái kế hoạch hành động của ngành về cái mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu và cắt giảm phát thải khí nhà kính, thì trong đó có cái lộ trình với các từng cái lộ trình và hoạt động cụ thể chị ạ. Thì cái này em có thể chia sẻ lại với ban tổ chức cũng như là những anh chị quan tâm trong hội thảo ạ, về cái kế hoạch hành động của Bộ Giao thông Vận tải, trong đó sẽ có cái chi tiết những cái chương trình phát triển từ nay đến năm 2021 đến năm 2025 của Bộ trong cái chương trình nỗ lực chung này. Cảm ơn anh Hà. Dạ vâng. Anh chỉ ngơi là bây giờ anh có thể tham gia thảo luận được rồi đấy ạ. Ok, cảm ơn chị. Chị có nghe được em nói không ạ? Có. Lúc nãy theo em nghe em còn đọc được câu hỏi của anh Hiến, thì là anh có hỏi là giải pháp của doanh nghiệp là gì trong việc thích ứng với xu hướng mới. Thì em cũng xin trả lời là để mà giải quyết được hiện tại thì khi mà chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện thì bên phía doanh nghiệp thấy nó có 3 yếu tố và 3 cái rào cản. Thứ nhất là về cái quãng đường sạc, thứ hai là về cái thời gian di chuyển, và thứ ba là về cái chi phí sản xuất. Vì hiện tại là chi phí sản xuất cho xe điện, đặc biệt là cục pin lithium, thì thường được nhập từ nước ngoài về với chi phí rất là cao. Do đó là để giải quyết được cả ba cái yếu tố này trong quá trình chuyển đổi từ xe sang xe điện, thì bên phía doanh nghiệp em đang có hướng tới một cái dự án, đó là mong muốn cuối cùng là tất cả các cái doanh nghiệp, tất cả các hãng xe điện sẽ sử dụng chung một cái hệ thống pin, sử dụng chung pin và sẽ có chung một cái hệ thống đổi pin. Khi đó thì khách hàng có thể là đổi pin ở bất cứ đâu, khi mà xe mình hết điện nó đổi bất cứ đâu, đổi tại bất cứ cửa hàng của hãng nào, như thế thì quãng đường di chuyển nó sẽ dài hơn, và cái thời gian thay vì mình phải đợi từ 2-3 tiếng để mình sạc pin thì nó chỉ cần còn lại trong khoảng từ 30 giây đến 1 phút mình cần nhấc cục pin để mình đổi. Tuy nhiên ấy, thì cái giờ để mà thực hiện được cái đó thì nó cũng sẽ từng bước. Đầu tiên là nếu như thực hiện tại một doanh nghiệp thì rất là dễ cho cái doanh nghiệp đó, nhưng nó sẽ gây hạn chế cho khách hàng là phải đến đúng cái địa điểm của công ty đó, của hãng xe đó thì mới đổi được. Nên là mọi người bên phía doanh nghiệp em mong muốn là ở một tương lai gần là các doanh nghiệp sẽ đồng ý là dùng chung một cái mẫu pin với nhau giữa tất cả các xe điện. Và để mà thực hiện điều đó thì cũng cần phải có các chính sách hỗ trợ từ bên phía cơ quan nhà nước để mình khuyến khích doanh nghiệp khi mình dùng chung thì được lợi cái gì, doanh nghiệp được lợi cái gì, khách hàng được cái gì, ABC tất cả mọi thứ, thì lúc đó mới có thể thực hiện được cái dự án này. Ngoài ra thì cũng chia sẻ thêm với các anh chị, thì bên phía của em là đại diện hiệp hội các nhà sản xuất xe máy, thì trong tương lai trong 1-2 năm tới thì bọn em có thể thực hiện thí điểm cái dự án này ở một số các thành phố du lịch, hoặc là thành phố có thể là các thành phố du lịch, để bọn em sẽ thực hiện đánh giá xem là cái mức độ khả thi về cái quãng đường di chuyển hệ thống đổi pin ABC. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể biết được là cái quãng đường di chuyển của xe điện nó sẽ bị thay đổi rất là nhiều dựa trên cái khả năng vận tải của xe điện, nó không như xe xăng. Khi mà cái xe điện mà mình chở tải quá lớn ấy, thì quãng đường di chuyển nó sẽ bị tụt xuống rất là nhiều. Chính vì thế là cũng cần phải đánh giá thí điểm của thành phố dựa trên các cái điều kiện chạy thực tế của cả người dân này, của cả shipper này, rồi cả vận tải ABC, rất là nhiều thứ để đánh giá xem là xây dựng mạng lưới rồi phát triển công nghệ về pin trong tương lai như thế nào. Thì cái đó thì có thể trong một tương lai gần thì khi có một buổi hội thảo khác liên quan về xe điện thì bên phía VAM sẽ có những bài trình bày chia sẻ kỹ hơn về vấn đề này. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Chính rất nhiều về các cái chia sẻ. Thì thông qua chia sẻ của anh Chính thì là các bên phía chính quyền, bên anh Hiến, tức là cũng sẽ có những cái giải pháp để hỗ trợ về chính sách, đúng không ạ? Làm thế nào mà đảm bảo cái tính đồng bộ giữa các cái nhà sản xuất khác nhau, đồng bộ về tất cả mọi mặt, và chúng ta có thể là tiện lợi cho cái việc hỗ trợ thúc đẩy phát triển. Vâng ạ, xin là cảm ơn anh Hà đã có một cái bài trình bày rất tổng quan về xe điện, về giao thông vận tải đô thị Hà Nội và về phát triển xe điện, cũng như là chúng ta cũng thấy rằng là so với các nước khác thì là những cái thông số về quỹ đất dành cho giao thông vận tải hay là thị phần vận tải của cái giao thông công cộng của Hà Nội, của Việt Nam còn quá thấp so với kỳ vọng, cũng như là so với rất nhiều quốc gia khác trên thế giới. Thì khi mà hiện tại thì chúng ta có những cái khó khăn như thế này thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều cái triển vọng mà để chúng ta có thể phát triển được, đặc biệt là chúng ta có thể phát triển rất là nhiều cái tuyến xe buýt điện, thì là chúng ta có thể thực hiện được hai mục tiêu là thúc đẩy phát triển giao thông công cộng, đồng thời là thúc đẩy cái phát triển phương tiện sạch hơn và giảm phát thải khí nhà kính.
Tuy nhiên thì thực hiện các bước thiện như thế nào và thúc đẩy xe điện, phát triển xe điện đã được thực hiện ở các nước khác như thế nào thì chúng ta nghe một cái bài trình bày tiếp theo của anh Dominique Berum. Anh sẽ trình bày về các bước trình, thách thức và bài học thực hành tốt về phát triển thúc tiện điện phương tiện điện, bài học kinh nghiệm ở trên thế giới. Thế thì ông Dominique Berum có kinh nghiệm lâu năm trong nghiên cứu và giảng dạy, dạy học và kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật di chuyển đô thị, và ông cũng là chuyên gia trong lĩnh vực hậu cần và vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách, và ông cũng đã quản lý một số cái dự án quốc gia cũng như châu Âu, công tác với các cái chính quyền địa phương và các cái dịch vụ công, các công ty để áp dụng các cái phương pháp hay nhất, thực tiễn nhất vào cái lĩnh vực này, lĩnh vực về vận chuyển hàng hóa và di chuyển đô thị đấy ạ. Xin mời ông. For the next presentations, I could like to invite Mr. Dominique Berum to have a presentation on key step challenges and the best practice in implementing and promoting EVs. For the Mr. Dominique Berum, please. Okay, so hello everybody. So I'm sorry, but I don't speak Vietnamese at all. It will be in English, but I see that all slides have been translated, so that's very nice, and thank you very much for that. So, I think we just presented me on the just before. So as I don't know what she said because it was in Vietnamese, so I couldn't understand. But I hope it was clear for you. The main thing is that I've been working in electromobility now for many years. And then I have also participated to a lot of implementation of EV systems in the world. Okay, then we can start with the first slides. So that just to explain what we will discuss today. Electromobility is a real part of all cleaner strategies now. The cleanest in many trees. So we have to consider, before starting, we have to consider several points in the situation. And maybe you have been already been made aware of that, but I would come back and to have a global look over the situation. First, that is that electromobility is, for the time being, at least, and for many years probably, it's not the only solution in transportation. So all the strategies, the deployment strategies, have to consider the mix between electromobilities and other transport motorizations, from walking, human motorization, to fossil ones, you know. Then all the strategies and all the projects will have a long-term run. So it's impossible. Today it's better to think about 10 years or 15 years of developing at least electromobility. So we have to in these strategies, you have to design all the steps. That's one point. Another point is that the objective of electromobility is not to have a lot of electric vehicles in the cities. The idea is the problem to solve is to satisfy the demand of the travelers, and it's also to make them going easily, quickly, as in the best condition as possible to their destinations. So EVs or electric vehicles, I mean personal or individual electric vehicles, are not the only option that way, because you have all the mass transport, which, as you know, many of them are electrified today. So and they are part of the strategies, of course, to put mass transport, electric mass transport.
And the last point, which is important, is to really understand that the technology on electric vehicles is not yet mature. Okay, so a lot of things will change in the next years, and you will have to cope with this evolution that will be in the future. So once you've that in mind, we can start on the course, on the discussions, and this will be I split this discussion in 3 points. The first is to define the challenges and the key elements which are linked to the specific objectives, which gives the framework of the strategies. Then we will see the first requirements, the preliminary requirements, was the basic thing that you need to take into account when thinking about deploying strategies. And then we will have a short look on the main deployment strategies that you can have, but we won't have, of course, time to go in details. So maybe we could go to the next slide. So we have, you have 3 pillars, which are the main basic part of a strategy, and which represent in each way challenges. So you have first the politics and national strategies, okay, which are the global framework at the level of a country or of a local strategy. You have challenges in economics and technical feasibility. We will come back on that later. And you have also social and societal expectation from and constraint from, well, the population in general. And then these all these challenges or pillars are linked, and as you can see, well, politics and the societal are linked with the accessibility. Accessibility means also affordability as well, which means that you need to have to take into account these characteristics or these constraints, but you have also the constraints or the objectives on the way to use clean energy, have all else and environment purpose and so on. And on the other side, the challenge you have to solve between politics, or the main type of challenge, are more technical ones, of course, about the autonomy, the adaptability, or the flexibility. That's the links between those, and between social and economics, the challenges are more linked to interoperability of the systems, the fact that the low consumption motorization, and so on. So if you click, yes, these challenges are also related to larger strategies, because electromobility, in fact, as political level or high level, is also linked to the independence of the country regarding fossil energies or fossil fuels. Okay, this is for a lot of countries, this is the basic strategy or the basic idea behind going electromobility, rather than well-being, which is another global strategy of the countries, the well-being of the citizens. And also on the economics, of course, you have to consider the finance side of the strategies. So these are the main type of challenges which are which apply on electromobility. And if we go more in detail on the next slide, you need to have some preliminary requirement first. I will start with the second one, the integration. Okay, the integration with as I told before, with in other strategies.
First, do you have national strategies on urban mobility planning, the NAMP? Do they exist, or are there some strategies at the top level of the national countries? If you are in a city, as we're talking today, for instance, in Hanoi, do you have national strategies related to transport, but also energy, also climate, as we have today, or social welfare, and so on? So you need to have all this in mind, and of course, if there are these strategies at the global level, then you have to take care of that, because quite often you have regulations coming from or set up by these strategies or orientation. If you want to have electric vehicles, you need to have a good grid network at the national level. Otherwise, that won't work. Okay, if you don't have the enough electricity power. So you need to include these, your own strategies, in such large strategies. The same with the incentives, because quite often incentives are not done or allowed at the local level. They are regional and more often at the national level. So to build the strategies, you have to know if such strategies do exist at the national level, or if not, you have to think of what to do with the lack of strategies, the lack of orientations. Clear orientation, because a lot of ideas sometimes, but no real and concrete thing or projects. That's the first thing. Then the second is to include the strategies or the in a coherent way with other strategies at local level. For instance, if you have some urban planning to do, if you have some areas which are designed to have a residential buildings, for instance, how do you manage? How do you prepare these new areas to host electromobility systems in the car parks or in the vehicle parking, motorcycle, car, and so on? Do you think that for the deliveries, do they have electric charging stations, for instance, and so on? So, do you have the grid network with enough power to go there, and so on? The same with commercial zones, the same with industrial zones. So they are all linked, and sometimes it's difficult to have a coherent approach at the global city level. And then you have also all the environmental strategies, which are a bit different, but which also put a framework on electromobility development. Then I come back to the first point. Since you have a lot of different aspects, you need to set up the cooperation with all actors, internally and externally. We will go tomorrow, we will go in more detail on how to enable or to create an enabling environment on these points. But before that, you need to make sure that all the members, for instance, all the members of all the departments of the local authorities are represented or participate to the development of the strategies, because otherwise you could have some misunderstanding which blocked completely the systems. And of course, since people in local authorities are not technical experts, they need to have external experts to go to work with them and to include in the team, in the project team, all these experts, well, of the main activity sectors. And another thing before this is that this will require, as you know, some behavioral changes,
of the population of the future users, you need to be prepared to launch large promotional and support policies. So this has to be thought before the launch of the strategy. So these are the first preliminary requirements. Then we can go to the second one, the next slide, please. Thank you. There are more technical, these ones, but, and maybe you can, these are still at global level, but these requirements are necessary for starting or before developing the strategy. First, of course, and it's not quite easy to have a good analysis of the future user, the future needs and expectations. I talked just before about the urban planning, for instance. So what will be the demography in this urban planning, in these new areas, for instance? Who will live there? How they will go to work? What are their expectations to go to work? And so on and so on. And well, it's not the case in Hanoi, but in some places you need to care about the topology because, as you know, electromobility is still dependent sometimes of the topology of the cities and so on and so on. So you have to be clear on what will be the future needs of the eventual potential users of any type that use availability. And of course, since we are talking about a new energy, who is going to pay for the charging, all the infrastructure, in fact? Who is going to pay for that? That's very important from the beginning, because otherwise, if after having designed a very nice strategy, there's nobody to finance the infrastructure, that will be another big difficulty. And it's not only for the beginning, it's, as I told before, it's for 10 years. So you have to be clear on how you will consider this problem and how this will be financed and who is going to make the investment, who is going to be the owners in the future of the charging infrastructure. So that's find that, or at least to start really thinking about that before deploying a strategy, the concrete strategy. And of course, as I also talked before, you need to define what type of electrification for the various mobility modes, but we will come back a bit later, and how they will be integrated in the mobility system in the future. In the sense of intermobility, intermodality, yes, inter or multimodality eventually, or interoperability and so on. So you have to define that, not in detail, of course, but you have to think about that before starting the strategy itself. Then we can go on the next slide. Yes, thank you. What are, in fact, the characteristics that you have to challenge when establishing the strategy? Well, just for instance, the first one, the autonomy. The autonomy, of course, the anxiety range, or the range of anxiety, as you like, of the future users. But it's not only that, it's about the batteries, for instance. Autonomy, of course, is linked to the batteries. And you know that the cost of the batteries is going down, even lithium, they are going down since we expect really to have batteries costing less than $100 per kilowatt hour in a few years, very few years. But about the this battery problem, you have to think also, I will organize the second life of the battery, how you will organize the recycling of the batteries,
the managing of the batteries, and so on. So the autonomy is linked to the batteries, the performance of the batteries, but also what you will do with the batteries. And it's the same with reliability. You have to think, well, electric vehicles are reliable. Motors are well-known and so on. Of course, more reliable than ICE cars because there's less parts in there. But to ensure the reliability, you have also to ensure the maintenance, the repairing, and so on. And you have also, how you do you will consider these points in your strategy, because they are important. Because if you want to construct a kind of a value chain on this electromobility, you need to think about how to manage how to, the exploitation. And of course, another difficulty, challenge, is the cost of ownership. So there are a lot of studies about that, and we know today that the cost of ownership is going down and down every year. As I told before, batteries are cheaper and cheaper. So we know that today, for many, many vehicles, not large ones, not big trucks, but the ownership, the cost, this cost is, I would say, is balanced with the ownership of ICE vehicles. So in a few years, 5 years or something like that, depending on the type of vehicle. But it's another point which is important. And of course, you have the challenges about availability of energy, of the infrastructure. How will you deploy this infrastructure? Who will be in charge of this infrastructure? And so on, I told before. You have to be also careful with the energy mix. And I think you already have this in mind. But also the required power. Because if you if your strategy is to have clean energy, clean transportation, of course, it depends on the energy mix itself. So it's another point which is important to see how you will produce the energy. Then will you have enough power to do that? And the cost of the production and distribution. So these are challenges. And the last point all the elements linked to the organization of the mobility, the modal share, what type of modal share you have, what you will have in the future, what do you expect, what do you, what is your objective or targets in the future, what are the road infrastructure, the quality of the road, for instance, the length, the width of the roads, and so on. And do you have, or do you think about sharing vehicles? How do you manage the fleets? What are the public and private relations? All these points have to be also challenged and thought about when you deploy the strategies. If we go on the next one, all the challenges that you have to consider are more social ones or environmental ones. And I just talked a bit before, but how do you make people aware of the benefit of what they can expect from the vehicles? On the new vehicles, how do you realize inclusiveness? How do you take on board all people? Do you have a specific actions towards people with reduced mobility, for instance, or seniors, aged people, and so on? What are your objectives on quality of life? What do you expect on safety, security, pollution, and so on? And of course, about affordability, because I talk about the cost of ownership. It's not only the ownership, because when you take electric buses, you have tickets. And of course, are they affordable?
Could people buy these tickets? So we have so there's a strong effort on tariffication and of course on incentives, although these are not always possible at the local level. So we can go on the next one. On the principle, so we now the last part about the deployment, the principles when you deploy strategies. So first, well, I just choose two extreme sides. You have the choice, or you could have the choice between two ways. Either you prioritize high-used vehicles, which is more an approach, because which are the most used are mass transports, goods vehicles, and so on. Or do you prioritize what we could say the proliferation, which is a bottom-up approach. So it depends, of course, of the cities and of your strategy. We come back just after that on these points. So I talked already about the charging infrastructures and the promotional efforts, but in both ways, or in both, especially if you take the proliferation aspect, or when you are at this side, at this level, you will need to have very strong promotional efforts. There's plenty of them, we will see later, but cost also, not a lot, but it costs time and money, of course. And in parallel, you have to think, but we talk about that, about the charging infrastructure. And another point is that local authorities have to be exemplar, to show the good way, the good examples. So that means that the municipality must also, for its own activities, actions, shows the good ways and turn the fleet to electric vehicles, of course, to organize activities so that people are more using electric vehicles to go to work, so that you organize building areas. And also you can have regulations for suppliers and construction authorizations, because for instance, you can have a kind of bonus for suppliers who used electric vehicles to supply the furnitures for the goods for the municipality, or for the permits to construct. You can also oblige the contractor, the builders, to put electric or charging stations in the new buildings or in the renovation buildings, and so on and so on. So the municipality has also, in parallel to all these strategies, has also actions, specific actions that could help showing what is possible at the development of EVs. Then we can go on the first type of strategies on the next slide. Side is to prioritize the vehicles which are the most used. Of course, the most high vehicles are, of course, the mass transport vehicle and all vehicles which are organized in fleets. So, of course, electric buses from BRTs to lines which feed the TIs, but also including private companies. You can help them
as it is done in some countries, to turn or to change their vehicles to electric vehicles. And you have also the possibility and to prioritize to install to facilitate the installation of charging facilities in depots, and of course the maintenance resources which goes with this with the charging or the electric motorization, which means to train the drivers, train the maintenance people, train the staff, and so on and so on. Because you have also to train, for instance, the people in charge of the planning of the lines, because electric vehicles and electric buses have not the same autonomy as buses, on gas buses, for instance. So it's a new way of planning, it's a new way of maintaining, it's the new way. Well, so you need to train all these people. So this is one side. And the second important side is that it's quite easy to, or it's, well, it's rather easy to convince owners of fleets, collective, private collective, or commercial fleets, and especially, well, for instance, taxis or delivery system, it's for the goods. It's easier to convince them to turn to electric vehicles, because quite often they are quite aware of the cost of the vehicles and the total cost of ownership. So they are often more ready to change and to turn to electric vehicles. So it's a good approach, and well, approach which is visible for all, to turn or to have them on board and to turn or to ask them to turn to electric vehicles. So, and another important point in this type of strategies is to develop electric hubs on terminals or main stations. Since if you have electric buses, for instance, you have probably at terminals or near the depots or near the main stations, you have big charging stations, you have powers. So you could develop electric hubs at terminals, electric hubs being the, well, not only a charging station, but also a place where you could find several services related to electric mobility. So this is one way, and which is often used, because it is this top-down approach which seems to be well, the easiest way, not probably the cheapest, but the easiest way to start electromobility strategies and to spread the electromobility in the city. And on the contrary, you have the second one, the other, next slide, please. Is what I call the proliferation, which means the bottom-up approach, which could be well, of course need to develop adequate charging infrastructure, but this approach can be used or it's worthwhile when you have a lot of vehicles and you can or they are not so expensive to buy electric vehicles. I mean the difference between normal vehicles and classical vehicles and electric vehicles is not so large, and especially for instance in Vietnam, where you have a lot of motorcycles, and in a lot of ASEAN countries
when you have so many motorcycles, this is possible. Such strategy is possible to start with. I mean, not well. Quite often, you have to mix the two strategies, but to have them more or less going in parallel. But in the case of Vietnam, for instance, where you have a lot of motorcycles, well, the cost to change or to turn to change a classical or ICE motorcycle to an electric motorcycle is not so expensive. I mean, it's expensive for the people, but in general, it's not so expensive. And then, if you start on these strategies, of course, the main problem is to have charging infrastructure which will satisfy demand. Of course, you need to have that on streets and in car parks or in parking areas in general, whatever they are, public, private, commercial, or industrial. So you need to have that. You need to ensure the availability of charging facilities. So you can have you have different apps which exist to know if the charging facilities are free, are available, are working, and so on. And you have also to ensure the interoperability, which is very important since well, it's really especially for small vehicles. You need to ensure that everybody goes to each charging station, whatever are the owner of the charging station. Of course, it's the company one or company two or company three. You need to have the same possibilities to charge for. To pay or to plug your vehicle to the charging facility. So these are the main problem, in fact, to ensure this interoperability and to have enough charging facilities. And of course, as I told before, in new and renovated buildings, it's well, you need to have these facilities. And you need also to be sure that people can, because it's, and we'll talk a bit of that tomorrow, but you have also the possibilities of swapping batteries, which is another possible with small vehicles. So in that case, you have also to develop or to facilitate the development of this swapping management. And of course, in this strategy, since you are going bottom up, you can't deploy everything everywhere at the same time. So you have to determine what is the deployment, what are the steps, how are you going to develop according to the urbanism of the city. Do you start with attractive areas? Do you have technical constraints? Like the availability of energy. I mean, you can have energy everywhere, but not at the same cost. So there are some technical constraints to build a charging instance in some place. So you have to define and to have a real detailed approach on the availability on these technical constraints, not only the energy, but also the space to have the stations. Are they on the main flows and so on and so on. And if you start with that strategies, you need also to have regulations and to make them apply. So that means to be very strict, very rigorous in the application. You are not obliged to go to the congestion zone like in London, but you need to have a access control zone. And for instance, also, what about the parking and charging authorizations? To have the charging for a long time or more than necessary,
of the charging stations. So in this way, in this strategy, you have some points to verify. And as I told before, sometimes you mix the two. You start with buses, for instance, then you add the stations. Some stations you can put some charging facilities for other vehicles and so on and so on. So sometimes it goes both, but in other cities, they start with first the top-down approach, which is, as I said before, quite easiest and to show the electromobility, and then they go and they facilitate the proliferation. If we can go to the next slide, which, please. So thank you. So I wanted just to have some, to give you some points about the promotion, because there's a lot of ways to promote electromobility. You have first, classical promotion, okay, campaigns, events, specific days, days without car. You can go special courses in schools, for instance. You can develop challenges between people, competitions between areas in the city. You can have a lot of ways to promote and to show the advantage, the benefits of electromobility. You can block some streets, for instance, for a while, and so on. You can also, of course, have or provide some advantages. Normally, they are limited in time, not for long time. They are limited in time, like a free parking for electric cars. That has been done in many, many cities, for instance. Free charging is more questionable. I think now, it has been done. It still can be done. It depends on the cost of energy, but it's very difficult to come back after that. So, I put it, but I'm not really in favor of free charging, except, for instance, on delivery base for vans and for transport of goods. You can have also some promotional actions. For instance, testing periods for me is, in some cities that has been done, inviting people for a while to test electric vehicles. So them with the keys of their vehicles, they gave the keys to the administration, and then in turn they have keys for electric vehicles. So they will test the vehicle and only this vehicle, and not use their own, because the keys are at the local authority, and they test the vehicles for 1 month, 2 months, 3 months, and then after that they give back the keys, and sometimes they will buy an electric vehicle. You could do that also with the students. You can have technical courses for the students, because it's important to explain to, for instance, to the students in automotive courses to explain clearly how it's an electric vehicle and what are the, and I mean not at the university level, for instance, but just at the lower level, when you train technicians for repairing, for maintenance, and so on. It's very important, and sometimes it's not done. And in the same way, you have to encourage startups and garages, because there's a lot of people in the garage who don't know anything about electric vehicles. So you need also to have specific actions or capacity building, reinforcement of knowledge to these peoples. So that's some of promoting and supporting actions. And the last slide, please. Just some
some more actions. If you can change, turn the next slide. Thank you. And the main thing for me is in this slide is to, you need to have a well-trained local authority staff in all domains. Well, regarding, of course, energy, electromobility. And in many, many cases, it's very important to, before starting, as I told you before at the beginning, that you need to have a representative of all department or activity from the local authorities in electromobility project. And sometimes, and very often, it is necessary to start first, before all, to train these people on electromobility, because otherwise, they won't be much involved in this process. And also, you have to give them the right tools and methodologies for this type of project. Of course, not for project management in general, but what are the right indicators? What is the right evaluation methodology? Not only to see if the project is going well, but also to understand and how you will upscale the project in other areas of the city, for instance, especially when you go on proliferation. What went well in some areas, not so well, how you change, and so on. So it's really a kind of this type of methodologies to be specifically for electromobility have to be also well learned or well known by the people in charge of the deployment of the strategies. Then I will stop there and wait for your questions. I hope it's I've not been too long or too tied too much you, and you can see that. Well, just one thing on the left up, that's the first electric vehicle, which was between Belgium and France. Okay, thank you very much, and I'm waiting for your question. Yes, thank you, Mr. Dominiquez, for very comprehensive and informative presentations on the how and what step to be implemented or to be take into account for develop and implement the e-mobility strategy. Thank you very much. Kính thưa các chị, thì chúng ta vừa mới nghe bài trình bày của anh Dominique về cái việc mà các cái bước xây dựng chiến lược phát triển phương tiện điện như thế nào, các cái nguyên tắc, các cái rào cản, cũng như là các cái khía cạnh cần phải xem xét trong những cái trong cái bước mà xây dựng và thực hiện cái chiến lược phương tiện điện. Thì không biết là các quý vị đại biểu và các anh các chị có ai có câu hỏi gì, hay là có cái nội dung gì cho rõ và có thể giải thích không ạ? Cần anh Dominique giải thích thêm không ạ? Thì chúng ta có thể đặt câu hỏi ạ. So since we're waiting for another participant to have the question, so may I have one concern or raise one, I think many concern about the to implementation the EM strategy. So we will need to involvement of the many stakeholders. So can you have some experience or best practice how do we mobilize the involvement of another stakeholder, and how can we promote the private and public sector in promote the EV development? Okay. Well, if I may just
not escape the questions, but or the answer. But this is the topic of what I will discuss tomorrow. So yeah. You will have time for the answers tomorrow. Thank you. Yes. Sorry, but I still have 20 minutes to discuss of that tomorrow or half an hour. So maybe we can wait for tomorrow, because I agree it's a very, very important thing. Kính thưa các anh các chị, thì chúng ta vừa mới nghe bài trình bày rất là tổng quan về các bước mà thực hiện xây dựng, thực hiện cái chiến lược phát triển cái giao thông vận tải xe điện. Thì cũng rất đấy lầm tiếc là chương trình đã không kịp bố trí phiên dịch để có thể là giúp quý vị đại biểu cũng như là các học viên có thể hiểu rõ hơn nữa về những cái bước thực hiện. Thế thì là chúng ta vừa mới nghe về cái nội dung là các cái cách tiếp cận, các cái thách thức đối với chiến lược phát triển xe điện như thế nào, và các cái cách tiếp cận ra làm sao, cách tiếp cận từ cái chiến lược quốc gia, từ các cái lợi ích chính trị hay mục tiêu chính trị như thế nào, và sau đấy thì là có thể rằng là đi đến các cái xây dựng các cái lồng ghép vào cái chiến lược ngành hay là các cái chính sách hỗ trợ phát triển. Thế thì anh Doboni cũng đã đưa ra hai cái phương pháp tiếp cận chính, là phương pháp tiếp cận từ trên xuống và phương pháp tiếp cận từ dưới lên. Thì phương pháp tiếp cận từ trên xuống thì là chủ yếu tập trung vào cái thiệp vào các cái loại phương tiện hay là các cái chủ sở hữu những cái phương tiện mà khối lượng lớn để mà có thể hỗ trợ, có thể là gọi là hỗ trợ về mặt chính sách hay là hỗ trợ về các cái hạ tầng kỹ thuật để cho những cái đội phương tiện hay là những cái nhà cung cấp dịch vụ về giao thông vận tải có thể là chuyển đổi cái phương tiện đi sang sử dụng phương tiện điện. Và một cái phương pháp tiếp cận là phương pháp tiếp cận từ dưới lên, là chúng ta có thể cung cấp các cái tiện ích hạ tầng khác và sau đấy thì có thể hỗ trợ khi mà cái giá của phương tiện giao thông điện nó không quá đắt. Và một trong những cái cơ hội của Việt Nam nói chung cũng như là các cái nước châu Á, Việt Nam nói riêng và các nước châu Á nói chung, là chúng ta có rất nhiều xe máy điện. Thì đấy là một trong những cơ hội của chúng ta. Thì nếu mà theo phương pháp tiếp cận của anh từ dưới lên thì là chúng ta có thể là cung cấp các cái hạ tầng tiện ích rất là, và có thể là miễn phí, hoặc là cung cấp các cái hỗ trợ tài chính về phí đổ phương tiện chẳng hạn, thì để khuyến khích người dân có thể là dễ dàng chuyển đổi sang phương tiện điện một cách tương đối là tình nguyện. Thì sau đấy thì anh cũng có phân tích rằng là đối với cái hình thức phương tiện tiếp cận từ trên xuống thì thông thường là phần lớn các quốc gia đều bắt nguồn từ cái phương pháp tiếp cận này, và đây là phương pháp tiếp cận rất dễ làm, nhưng mà đây là một phương pháp tiếp cận khá là tốn rất là nhiều chi phí so với cái phương pháp tiếp cận từ dưới lên, là chúng ta lôi kéo người dân chuyển sang cái sử dụng phương tiện điện. Thế thì tuy nhiên thì rất là nhiều thành phố thì cũng đã có sử dụng lồng ghép cả hai cái phương pháp tiếp cận này ở một cái mức độ nào đấy để đảm bảo phát triển phương tiện điện. Thì ngày mai thì anh cũng sẽ có một bài trình bày về là các cái công cụ quản lý cụ thể như thế nào, và lôi kéo sự tham gia của các bên ra làm sao để mà có thể là phát triển được cái hạ tầng trạm sạc điện cũng như là các cái hạ tầng khác phục vụ cho cái phát triển cái mục tiêu phát triển phương tiện điện ạ. Thế không biết là các anh các chị học viên thì em cũng xin phép được tóm tắt một số nội dung mà kịp ghi chép ở đây như thế, và kể cả cái file ghi âm của anh Domonique cũng như là cái bài trình bày của anh thì sẽ được chương trình chuyển lên cái website, và chúng ta có thể là đi lên đấy chúng ta có thể là tham khảo ạ.
Không biết là các quý vị đại biểu và các anh chị học viên thì có ai có câu hỏi nào dành cho cái nội dung về thực hiện cái thực hiện và xây dựng và thực hiện cái chiến lược phát triển giao thông điện được không ạ? If I may add something? Yes. Yeah, just about your questions. Just you asked well some examples, for instance. Even if we come back to that tomorrow, but well, some challenges in terms of integrating e-mobility. Well, there are plenty, of course, but very important are, for instance, the remodeling of the bus routes, for instance. Okay, because. When you have electric buses, quite often, when if you don't design a new line like BRTs and so on, but when you try to put electric buses in cities, for instance, the difficulty is that you have to redefine the routes of the buses because of the topology, because of the autonomy, because etc. etc. So this is very important because. You have to think about a new design, a new way of preparing the buses routes, the buses exploitations, and so on. So this is one of the challenges that technical challenges. The other ones are easier because, well, if you put or if you train people in the maintenance, for instance, it's possible. But all this exploitation, the management of the exploitation, the definition of routes is very challenging. That's one example. I will show you more. Another, if you have the reluctance or the resistance from a specific set of stakeholders. For instance, if you take taxis once, we explore the way to electrify taxis in Casablanca, for instance. Okay, that's not a problem to put they have incentives and so on. But the difficulty was that the organization of the taxi in Casablanca is very specific, or in Morocco in general, is very specific in the main towns, of course, because there are several drivers, several owners, and so on and so on. So it's complicated. The same with, for instance, with when you address private fleets, for instance, you have to understand how this fleet works. And sometimes it's quite long to convince the people, especially when you have these taxis, this type of taxis, because the drivers, of course, are not the owners, and the owners of the car are not the owners of the license in Casablanca or in Morocco. So it's a bit complicated to convince people to turn to e-taxis. It's more difficult than the technical aspects. And in other cities, for instance, is not only the cost, but the way to think, especially in informal transport or paratransit. To electrify paratransit is always a question of changing minds, have a new approach of the organization of these transportation modes. So you can have some resistance from these users. But I would say that the resistances are more in general, the difficulties are more in general in the change of behavior or change of practices, change of habits, rather on technicals. So except for the availability of energy, which is also another major challenge. For instance, we worked with a big company delivering mails and goods, light goods, in London, and their main problem, they were turned to electric vehicles, no problem, but their main problem was the availability of energy, because to do that, the grid manager. The grid company managing the grid, the company managing the grid,
ask them 2 million English pound to upgrade the grid to give them enough power. That was a challenge, okay, because it was in the city center and very difficult. So sometimes you have very different challenges which depends on the configuration of the city. That's and electromobility is not the same everywhere. Well, the strategies are not the same everywhere. So you have to develop a very adapted strategies. But we will come back a bit on this point tomorrow. Yes, thank you. So I agree with you that the 40 strategy we should see developed on this specific the city features, then we can adapt it and we have some measure to overcome the main challenges. But it's quite interesting that you said that in Vietnam we may have some you have any some kind like suggestion for the government that we have some like incentive, economic incentive or something like that to encourage the public transport companies or any like tourism companies and delivery company who own the very very large number of vehicle to do some step to convert to EV vehicle. I think you have a lot of yes, there are some practical ways for Vietnam because you have a specificity, which is the proliferation of motorcycles, for instance. And then the strategies in Vietnam must be based on that point. How will you turn these on electromobility? It's, well, you have several ways. You need to go more in detail to do that. But, and especially what I told before about the battery swapping, which could be a way to avoid too many charging stations. And a way also to have some secure approach for because if you can take away the battery of the motorcycle, you can change battery. You can have at home like other electric device. You can have several batteries and then change them once the battery is empty, for instance. So you can go further. You can drive more longer distances. You can also take them home to charge them, and so on and so on. So it's that could be a way, which is specific for me to your country. Yes, I thank you very much for those questions. Không biết là nếu mà chúng ta không có câu hỏi nào nữa thì thank you Dominique for the presentation. So we will see you tomorrow for further discussions on the how the public and private partnerships and how to engage the another stakeholder into the EV development strategy. Thank you very much for the sharing. Very comprehensive and informative presentation today. Thank you, and bye bye everybody. Because I will leave you since I am not very familiar with Vietnamese language. Bye bye everybody, and thank you very much for your attention. Vâng ạ, thế thì chúng ta vừa mới nghe anh Dominique Bruni trình bày về các cái bước và thách thức trong cái việc mà xây dựng và thực hiện cái chiến lược xe điện.
Thế thì là cái bài trình bày tiếp theo mà chúng ta sẽ nghe đây là bài trình bày từ tiến sĩ Sihasina. Thì tiến sĩ Sihasina thì đang làm việc tại văn phòng giám đốc điều hành giao thông vận tải Iniawa. Ông cũng là người chịu trách nhiệm được phối tổng thể các cái dự án như là MDCTS tại Ấn Độ hay là các cái dự án ITFs, DTEE tại Miti và một số cái và là một phần của Liên minh Edison của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Anh thì cũng đã làm việc với tư cách là nhà tư vấn chiến lược của công ty KFMG. Và anh cũng có bằng kỹ sư về điện năng và thạc sĩ về hành chính công với chuyên ngành phát triển kinh tế của trường khoa học kinh tế chính trị London. Thì hôm nay anh sẽ trình bày với chúng ta về cái sử dụng các công cụ quản lý trong việc thúc đẩy phát triển phương tiện điện. Thì cái bài trình bày của anh thì sẽ đi sâu hơn nữa về cái việc mà làm thế nào để chúng ta xây dựng và thúc đẩy cũng như duy trì được một cái hệ sinh thái xe điện. Tuy nhiên thì cũng rất là lấy làm tiếc là hôm nay thì anh có một số việc đột xuất thì không thể tham gia trực tiếp với chúng ta được, nhưng mà anh cũng đã có quay một cái video về bài trình bày của anh. Và hôm nay thì chương trình cũng thay xin thay mặt anh là sẽ trình chiếu cái video này về cái bài trình bày của anh ạ. Yeah. Please have to show the videos of the Shiva presentation. Hôm nay chúng ta có thể nghe một bài là hệ sinh thái xe điện đã được thực hiện và vận hành như thế nào ở Ấn Độ. Hello everybody, it's great to be here. So my name is Siddharth Sinha. I represent Niti Aayog of the Government of India. So Niti Aayog is the national institution for transforming India. It's essentially India's highest policy making agency, and we also serve as an official think tank of the government, and we were specifically tasked to catalyze, you know, economic development in the country and, you know, bring together different ministries towards the common goal of economic development, urban development, and so on and so forth. So we work with a range of different ministries, and we are headed by the Prime Minister of India. Just before I jump into the whole electric vehicles thing, I just wanted to, you know, kind of bring to your attention why, you know, this has become such an important issue in India, because the transport sector contributes about 14% of total emissions, you know, in India, and this has more than tripled since, you know, 1990. If you see the graph on your right, what it shows you is that between 2005 and 2015, the emissions have doubled. But if you look at this figure, you know, from 1990 onwards, this is actually sort of, you know, tripled. And we're expecting that, you know, in the next 10 years, our total vehicle sales are actually going to go up to about, you know, 200 odd million. And what's really interesting is where EVs come into the picture is the fact that in India, roads carry 90% of, you know, of the modal share. So the average of freight and passengers would be about 90%. And out of these 14% contributions that come from the transport sector, 90% of them actually come from the road sector. And as is the case globally, India is witnessing rapid urbanization. You know, UN DESA estimates say that, you know, Delhi might end up becoming one of the most populous cities. So what we also see is an urban sprawl. So, you know, the number of vehicles also increase. And given that road sector is such a big contributor, there's of course a need to, you know, take measures towards you know, decarbonization. And of course, the recent example which everybody would be able to relate to, or the recent development rather, is COVID-19, because what it has done is that it has made people kind of shift away from public transport, you know, towards private modes of transport, which is, I mean, it's a worrying trend, but it also brings, you know, an opportunity. But, you know, just to say that electric vehicles are, of course, a very important part of, you know, ushering mobility, which is sort of clean and, you know, connected. But the government of India has also taken a number of other measures across sectors, because EV is one part of, you know, your ability to decarbonize transport sector. Mm. So, you know, we've come up with a vehicle scrapping policy. We've come up with 11 committees to, you know, drive circular economy in various areas. We've come, you know, we've
We have the FAME policy, which is specific to electric vehicles, which I'll come to in the next slide. You know, we have the National Urban Transport Policy, which actually, you know, talks about creating a, which also talks about creating a, you know, unified metropolitan transport agency. And which is really important is because, as Steffi was saying, that we also need to talk about, you know, compact cities, urban sprawl, you know, mixed land use. And all of this is only possible when you're able to bring together different agencies, whether they're municipal or transport, together. And, you know, that's why this policy is important. So, of course, these are a lot of different initiatives, but I think I would use this to actually talk about the EV ecosystem in India. So what we see over here is that between 1981 and 2011, there was a 77% increase in the population of India. But if you look at the increase in the number of motor vehicles, you know, they grew by almost 2,500%, which is a huge number, right? And so what we're trying to say now is that because this growth is so phenomenal, but despite this growth, if we look at the number of cars per million population, what we actually see is that while the US would have about 837 cars per 1,000 people, you know, in India, this is just about 22 cars per 1,000 population. And that's kind of interesting because, you know, then you actually have a huge opportunity to replace whatever addition is going to happen in the number of vehicles by, you know, mobility, which is kind of clean. And that's where electric vehicles sort of, you know, sort of really come into, you know, sort of really come into the picture. Then what we see is, if you look at the graph in yellow, this talks about the two-wheeler sales. And as you can see, they've been constantly growing. So electric two-wheelers, by the way, the most popular forms of electric mobility in India, and we are seeing a constant upward growth. And in fact, it is projected by 2030, you might see about 24 million, you know, registered, you know, electric two-wheelers on the roads. And the kind of phenomenal growth that we are witnessing is that between 2015 and 2020, if you look at the uptake of electric mobility, and we are talking about the overall EV sales, which also includes four-wheelers, two-wheelers, we've seen, you know, a CAGR of 133%. And, you know, that's really interesting. Now, what has really led to this is where our policy instruments come, you know, into the picture. So we have something known as, you know, the FAME policy. So the FAME policy stands for the Faster Adoption and Manufacturing of Electric and, you know, Hybrid Vehicles, right? So FAME 2 policy, there were two versions of this. This is the second version. It actually supports electrification of public and shared transportation. And it aims to subsidize about 7,000 electric buses, about 500,000 electric three-wheelers, about 55,000 four-wheelers, you know, about 1 million two-wheelers, and about 4,000, you know, charging stations, right? And this is the subsidy that actually gets passed on. This is actually the subsidy which is provided to the original equipment manufacturers. And that's important because they sort of then pass it on, you know, to the end user or the consumer or the buyers of these electric vehicles. And if you look at what has been availed out of the subsidies that we are actually providing to the manufacturers, about, you know, the subsidy has already been availed out of the 7,000 available for e-buses for about 6,265, about 15,000 three-wheelers, 1,540 four-wheelers. That's really interesting. You know, if we look at the four-wheelers there, we see that it's available for 55,000, but it's been availed only for 1,540. And the reason for this is that this has been made available, you know, only for the four-wheelers, which are going to be used in shared mobility or, you know, and I think that's what's not allowing private car manufacturers to avail this. So this is something that's being considered, and this will feed back into the probably the next time the policy is revised. And similarly, about 57,000 electric two-wheelers have also availed this. So FAME has two components. One, of course, is the subsidy component, and the other is something which is known as the phased manufacturing program. Now, what's also important for India as a country is to start manufacturing components which are used for electric vehicles. And so what we did was that we introduced something known as the phased manufacturing program, where we've actually incentivized the manufacture of low-value EV accessories by increasing the basic customs duty on these smaller components which are actually being imported.
So in that way, it gives a greater incentive for, you know, more number of local manufacturers to actually start manufacturing them. And over time, we aim to, you know, go from the production of these low cost components to high cost components. And that is happening through something known as the production linked incentive schemes, which the government has recently launched. And I will come to that in just a second. But before that, what are the other policy instruments that other ministries have deployed? Right. So we have the Ministry of Road Transport and Highways. What they've done is they've, and since we are a federal structure, we cannot, as the central government, we cannot force the state governments to do something. But what we can do is to, you know, issue advisories to them. And what we've told them is that you should really exempt, you know, the road tax on electric vehicles. You should exempt battery operated vehicles from, you know, paying the registration fees in that particular state. We have actually come up with a notification on sale of vehicles without batteries. So that's a new notification which has been launched so that the consumer can actually understand that what differential in cost is actually being brought about by the battery itself. Because we also want to give, you know, kind of an impetus to the battery swapping industry in India. So we actually now have a notification where it's not mandatory for a consumer to actually purchase an electric vehicle with a battery. They can actually procure a battery, you know, separately. We've also looked at, MORTH has also come up with the deregistration and scrapping of government-owned vehicles, which are old. And we are also considering the imposition of a green tax where vehicles older than 8 years might be asked, you know, to pay a green tax. Then if you look at the measures which have been brought about by the Ministry of Finance, the goods and services tax, which consumers are liable to pay. On electric vehicles, this rate was originally 12%, but in order to sort of boost the uptake, this was brought down from 12% to 5%. The same tax on the EV chargers, which was earlier at 18%, was then brought down to 5%. Then you were also given tax deductions on the interest paid on loans to purchase electric vehicles up to $1,500. And if you are a private company or a government agency which is hiring electric buses for the transport of your employees or whosoever it might be, you are now exempt from paying tax on that. If you look at the Housing and Urban Affairs Ministry, and city planning, of course, is an integral concept. I have not touched upon it much. In fact, I haven't touched upon it in my presentation. But that, of course, is very integral to ushering any kind of mobility that we might have. So what we see is the amendments to the model building bylaws, which have been brought about by Ministry of Housing and Urban Affairs. Now it's for states and urban local bodies to kind of, notify them. And why these changes have been brought so that there is provision in office buildings, in commercial buildings, in residential buildings to allow for installation of, you know, electric vehicle chargers by default. So, for example, our bylaws would state something like, okay, if your house is four floors and if you have to make that house, you need to have a parking that's built. Similarly, now the bylaws actually say that you need to have provisions for, charging points for electric vehicles. Similarly, Ministry of Power has, you know, issued a number of notifications. They've actually defined what these electric vehicle components are, so that there's a level playing field between EV manufacturers and manufacturers of, other manufacturers, right? Because earlier, before this whole EV concept came in, there was not a very clear definition. What exactly is an EV charger? What exactly is charging infrastructure? So I think that definition was very important so that you provide a level playing field for the people who are actually, or the companies rather, who are actually, manufacturing these. And the Ministry of Environment, in fact, has drafted a notification on battery waste management, which is very important for an urban mining perspective, because as your EVs go up, the demand for batteries would also grow up. So there is a certain value extraction that you have to do from the batteries, which also, you know, brings down, ultimately would bring down production costs and also does away with the resource scarcity that we have in terms of, you know, lithium and cobalt. In terms of what our role is as the National Institution for Transforming India, or NITI Aayog, which is the ministry that I represent over here. So we at NITI Aayog, we realize that because there are so many different ministries, and this would be a problem that, the participants of various other countries also might be facing, is that there's a lot of different agencies, you know. So the charging infrastructure, for us, it's Ministry of Power, which is looking at it.
If it's manufacturing of batteries or vehicles, it's Department of Heavy Industries. If it's bylaws, it's Housing and Urban Agents, you know, Urban Development Ministry. So I think somewhere there was a need that there should be one agency which should bring together and galvanize the efforts of all of these different stakeholders. And that's where we created the National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage. And we have actually been working with different states to actually help them come up with their EV policies. So by the way, India does not have a central EV policy, but it's actually the state governments which are, you know, coming up with their own EV policies. And as Niti Aayog, we've actually been helping them come up and draft these state policies. And so far, 22 governments have already, you know, come up with 22 state governments have already come up with their policies. We help the states and union and our territories, you know, undertake capacity building exercises. We have frequent interactions with them. You know, we bring in, you know, best practices. We are working on model concessionaire agreements for deployment of electric buses through an operating expense model. We got the charging standards notified. We're running campaigns to encourage e-mobility uptake. And now we have actually formed 11 different committees to look at circular economy across a number of areas. And one of them, of course, is the recycling of batteries. And that, of course, is very important, for the kind of EV uptake in India that is required. What we also have on what we've done so far, or what I was talking about so far, are measures which are related to the demand side of things. But it's also important to look at, you know, the supply side of things. So India very recently launched a production-linked incentive schemes, I believe, across 17 or 18 different sectors, whether it's telecom, pharmaceutical, automobiles, solar energy. The idea was that we want to bring in more manufacturers into the country and we want to encourage them to set up manufacturing units across areas. And so we came up with something very unique. We said that we will have something known as the production-linked incentive scheme, where whatever you produce, and if you meet certain production targets, you will actually be given a monetary incentive to actually produce those number of units or that class of units. So what we have, which pertains directly to EV, is the PLI scheme for ACC battery storage, which is the Advanced Cell Chemistry Battery Storage. And this scheme has a total outlay of about 2.5 billion USD. And what we want is that, you know, through a competitive bidding process, we will actually select manufacturers who would then be required to set up a minimum of, you know, 5 gigawatt hour capacity, battery manufacturing units, and ensure that there is at least a 60% value addition within 5 years, from setting up your manufacturing units. And this kind of incentive will be paid out, you know, on the basis of your sales, energy efficiency, battery life cycle. And, you know, there's a number of other parameters which are there in the bidding process and the scheme guidelines. And we expect that as a result of this, about 5.9 billion USD worth of direct investment is going to come in. And it's also going to save us about 33 billion USD in terms of, you know, reduction of, oil import bill. Similarly, the other production-linked incentive scheme, which was just launched a couple of months ago and which has an outlay of about 3.5 billion USD, is the scheme to incentivize electric vehicle and fuel cell EV manufacturing, or the auto and automobile components. So what we've done as a result of this, we've covered charging ports, drivetrains, you know, electric vacuum pumps, compressors, flex fuel kits, hydrogen cell fuel kits, and ICE engine vehicles, of course, some parts, but at least 90% of this subsidy is specifically encouraging the production of electric vehicles in the country, which is really interesting. What we also launched is something known as the vehicle scrapping policy. And what we've done is that now all old vehicles will have to pass a fitness test, you know, before they want re-registration. And what we've done is that while we've not directly taxed such vehicles, you know, because that would have led to a lot of animosity from the traditional ICE industry or just the players, but we've, you know, spun it in a slightly different way. What we've said is that if you want to renew your license after 15 years, right, we've increased the amount of registration fee that you will have to pay for it. And similarly, if you're actually, you know, kind of deregistering your vehicle, which is older than 15 years, if you're getting it scrapped, right, then what we do
is that we have told the vehicle manufacturers to give you a discount of 5% on the total sale of the new vehicle that you are purchasing. And the registration fees will also be waived off on the purchase of this new vehicle. So there is an incentive and there is also a disincentive. And of course, this will go a long way in promoting the uptake of electric vehicles, but also in terms of reduction of emission and also giving, you know, providing the impetus for the, you know, evolution of a local scrap industry, you know, vehicle scrapping industry in the country. As I said, at the central level, we've taken a number of measures to incentivize the demand side and the supply side. And this is applicable throughout the country. So, you know, you cannot have a state government saying that we have not received benefits because these schemes are applicable across the region. But over and above this, what we see is certain very proactive states of India, which have announced incentives over and above what the central government already has to sort of offer them. So, for example, the Indian state of Andhra Pradesh, they've talked about, they've said that they will provide reimbursements on the state goods and services tax. They will provide a waiver on electricity duty for 5 years. They will provide you a financial incentive assistance, or rather share 50% of your cost of fixed capital investment on EV manufacturing. Similarly, let's say the state of Uttar Pradesh, which happens to be India's most populous state, they've announced a capital interest subsidy, infrastructure interest subsidy, reimbursement of, you know, the goods and services tax. So states are mostly coming up with measures which are supply side, as they would be expected to. And as you can see on the map on your right, about 22 of our states have actually announced their electric vehicle policies. And I think why states are also happy to do this is because they realize that all of them are anyway benefiting from the central assistance, because, you know, the central assistance or the subsidies do not discriminate between states. So it's for them, and we've been encouraging them that, you know, I mean, electric vehicles are going to be a big thing in India over the next few years. So, you know, you should jump in to, you know, join in, you know, and we will provide you any help possible, whether it's framing your EV policies, learning from the best practices, so on and so forth. And just to end, just to leave you with, you know, a couple of pictures, if you actually come to India or if you actually come to Delhi, you would see that just from a couple of years before, there's a massive difference. You know, you would find charging infrastructure in any major market. You know, you would see it in housing societies. In fact, you would see, you know, charging infrastructure installed outside people's houses. So it's something that's catching up on, you know, very quickly. And we've seen people coming up with, you know, rather, you know, unique solutions. So now there are agencies which have actually converted, you know, the junction boxes of lampposts where you could actually connect and charge your, you know, electric vehicle, which is the picture that you see on your, you know, on your right picture in pink. So we've got really interesting solutions like that coming up, you know, in the country. And we expect that this will only grow further. But one of the challenges that we see is that this development is also slightly haphazard, with different agencies jumping in to do things that, you know, and not coordinating these efforts, which is why it's very important, you know, to have coordinated efforts across the entire e-mobility spectrum. And as you see a scooter parked in the first picture, their electric two-wheeler sales. In fact, Ola Electric just launched two variants of their, you know, electric scooter. And in 24 hours, you know, they received 100,000 bookings. That's just in 24 hours. So, I mean, imagine the kind of interest that there's there for mobility, which is electric, in certain Indian cities as of now. And what we've also seen is the emergence of a lot of startups, you know, Aether Energy, you know, these are all startups. I mean, the first, you know, 8 logos that you see up there are all startups which have actually cropped up, and they're actually doing really well. And of course, they're the bigger manufacturers also, which are producing their electric vehicles. So I think that's from my end, a brief overview of, you know, the electric mobility ecosystem, you know, in India, and what are the policy instruments that we've been able to deploy so far. And, you know, going forward, of course, there are a number of challenges, but I think going forward, the key would be to integrate efforts across state level, urban local body level, and national level, and also kind of integrate electric vehicles and shared mobility with the public transport network, because until and unless you have that planning, you will only see, you know, development which is kind of haphazard and which doesn't really serve the purpose of mobility, which is really, you know, sort of clean. So from my end, that is it.
Kính thưa các quý vị đại biểu, thì chúng ta vừa mới nghe một cái bài trình bày về cái hệ sinh thái xe điện và các chính sách phát triển xe điện của Ấn Độ. Thì rất tiếc là hôm nay Achani không có ở đây để mà trả lời các cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc của quý vị đại biểu. Thì nếu mà nhưng mà trong trường hợp chúng ta vẫn có những cái câu hỏi đặt ra cho Achani thì chúng ta hoàn toàn có thể là vẫn nhắn vào tin nhắn chat box trong cái phòng họp ngày hôm nay, hoặc là chúng ta có thể email trực tiếp cho chương trình hoặc là cho anh Sadi để chúng ta hỏi. Thì nếu mà quý vị đại biểu có những cái câu hỏi thì là chúng tôi cũng sẽ giúp để chuyển những câu hỏi cho cái cho anh, thì anh có thể trả lời sau bằng email cho quý vị đại biểu ạ. Thì chúng ta vừa mới nghe một cái bài học kinh nghiệm rất là khá thành công của Ấn Độ trong cái việc mà thúc đẩy phát triển xe điện. Thế thì là chúng ta thấy rằng là khi mà một cái chiến lược phát triển xe điện là của Ấn Độ được xây dựng như thế nào và thực hiện ra làm sao, thì là chúng ta thấy là có trên cơ sở các cái thách thức của vấn đề giao thông đô thị mà chắc chắn là các đô thị của Việt Nam cũng đang trải qua, thì Ấn Độ đã có một cái chiến lược phát triển xe điện là FAME. Thế thì dựa trên cái chiến lược phát triển xe điện này thì là có chính phủ đã đưa ra rất nhiều cái các loại chính sách khác nhau, thì chúng ta thấy rằng là cần phải có sự vào cuộc rất đồng bộ của rất nhiều bộ ngành. Ví dụ như Bộ Giao thông Vận tải chẳng hạn thì đã ban hành các cái loại phí, thuế phí, hay là ban hành các cái chương trình quy định về cái loại bỏ phương tiện cũ, hay là ban hành các cái chính sách để thúc đẩy phát triển xe điện. Hoặc là Bộ Tài chính cũng thế, họ cũng đã ban hành các cái cơ chế hỗ trợ phát triển, hay là gọi là trợ giá, hay là hỗ trợ để cho các cái cá nhân hay các doanh nghiệp hay các bang có thể là thúc đẩy phát triển xe điện. Ngoài ra thì bộ quản lý nhà ở đấy thì họ cũng đã có bổ sung các cái yêu cầu rất rõ ràng đối với những cái tòa nhà xây mới, và thậm chí là đối với những cái tòa nhà của hộ gia đình chẳng hạn thì có yêu cầu bổ sung các cái hạ tầng có liên quan đến các cái tiện ích đối với cái việc mà thúc đẩy cái việc phát triển xe điện. Ngoài ra thì là cũng có cái sự tham gia của Bộ Năng lượng của Ấn Độ là trong cái việc là xác định các cái chính sách phát triển điện, cung cấp mạng lưới điện như thế nào và đưa ra các cái tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các cái trạm sạc điện. Và đối với Bộ Môi trường chẳng hạn thì họ lại tham gia vào cái quá trình quản lý ắc quy thải ra làm sao để đảm bảo rằng là có các cái tiêu chuẩn đối với ắc quy và ắc quy thải ra làm sao để đảm bảo rằng là cái quá trình mà hoạt động của cái phương tiện điện như thế thì không gây ra các cái vấn đề về môi trường. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy rằng là song song với đấy thì Ấn Độ có rất nhiều cái chương trình khác nhau nữa để mà các cái chương trình hỗ trợ tài chính khác nhau nữa, thì họ sử dụng một cái công cụ tài chính là một trong những công cụ rất quan trọng để mà thúc đẩy phát triển xe điện. Vì như kiểu là cái chương trình mà liên kết giữa nhà sản xuất trong cái việc mà phát triển các cái loại ắc quy ở Ấn Độ chẳng hạn, hay là chương trình của chính phủ trong cái việc mà khuyến khích các cái nhà sản xuất xe điện, cũng như là họ cũng có hỗ trợ các cái khoản tài chính hay là chi phí để mà thực hiện các cái chương trình loại bỏ các cái loại xe cũ hoặc là xe có niên hạn hay là lớn trên 20 tuổi, 5 tuổi hay là 15 năm tuổi. Thì hoặc là họ cũng đã có những cái chương trình đối với các cái nhà khởi nghiệp để mà sản xuất các cái loại phương tiện điện như thế nào. Thì đấy là một trong những cái chính sách rất là đồng bộ của Ấn Độ, mà chúng ta cũng biết rằng Ấn Độ là một trong những cái nước mà hiện tại thì là có cái lượng xe điện phát triển rất là lớn ở các nước châu Á. Tiếp theo chương trình thì chúng ta vừa mới nghe
cái các cái thách thức của thành phố Hà Nội trong cái việc mà các cái cơ hội của thành phố Hà Nội trong cái việc mà thúc đẩy phát triển cái phương tiện điện như thế nào. Chúng ta cũng đã nghe về các cái bước mà có thể xây dựng một cái chiến lược phát triển giao thông bằng xe điện như từ anh là Dominique, và tiếp theo thì chúng ta đang nghe anh là Sadi nói Sia nói trình bày về một cái các cái công cụ quản lý từ công cụ về thể chế về tài chính ra làm sao để mà thúc đẩy phát triển các cái phương tiện điện ở Ấn Độ. Và cái bài trình bày cuối cùng của ngày hôm nay thì cho phép thì là chúng ta sẽ nghe về chúng ta sẽ nghe về bài trình bày là thực trạng và định hướng cho việc chuyển đổi sang cái phương tiện điện tại Việt Nam như thế nào. Cái bài trình bày hôm nay thì là sẽ do Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc là Phó trưởng Bộ môn ô tô và xe máy chuyên dùng Viện Cơ khí Động lực Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trình bày. Và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc thì đang nghiên cứu giảng dạy về kiểm soát xe điện và xe hybrid, kiểm soát động lực học của phương tiện và hệ thống giao thông thông minh. Và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc cũng đã có nhiều dự án, nhiều công trình nghiên cứu và nhiều công bố khoa học trong lĩnh vực động lực học của phương tiện hybrid điện và các yếu tố chi phối đến tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện phát thải các cái chất ô nhiễm không khí ạ. Thì hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc sẽ chia sẻ với ta về cái thực trạng và cái định hướng chuyển đổi sang phương tiện điện tại Việt Nam như thế nào. Xin mời anh Phúc ạ. Dạ, em nhìn thấy rồi ạ. Vâng, trước tiên là cảm ơn bên tổ chức đã có lời mời và cho tôi được cơ hội tham gia vào cái buổi ngày hôm nay, chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình ngày hôm nay. Thực ra là trước tiên thì tôi thấy rằng là những cái buổi cái ngày hôm nay rất là bổ ích và lý thú, rất nhiều thông tin đến từ nhiều các chuyên gia. Thì hôm nay đến đây thì tôi sẽ có một cái bài tổng thể là thực trạng và định hướng chuyển đổi xe điện tại Việt Nam. Nội dung của tôi sẽ gồm 6 phần. Thứ nhất là tôi cũng đi qua cái tổng quan về sự phát triển ô tô điện trên thế giới và có những cái nhận định đánh giá về thị trường các ô tô đấy như thế nào từ nhu cầu. Sau đó tôi sẽ sang về phần sự phát triển ô tô điện ở Việt Nam của xe điện nói chung, bao gồm cả ô tô lẫn xe máy. Rồi tiếp đến là tôi điểm danh tất cả những cái chính sách ưu đãi về thuế hoặc đất đai cho cái việc sản xuất ô tô điện cũng như tiêu phát triển thị trường ô tô điện. Và phần tiếp theo là tôi cũng tổng quan lại tất cả những hệ thống văn bản pháp quy quản lý phương tiện và môi trường liên quan đến ô tô và những cái gì liên quan đến ô tô điện. Và cái thứ năm là thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho ô tô điện Việt Nam này như nào. Và cái cùng là kết luận và kiến nghị. Đầu tiên chúng ta sẽ nói chuyện về cái tổng quan về sự phát triển ô tô điện trên thế giới. Trên slide này thì tôi sẽ trình bày, các bạn sẽ nhìn thấy số liệu phát triển ô tô điện tôi lấy từ năm 2010 cho đến 2020 ở cái hình đồ thị ở bên tay trái màn hình ở đây. Tức là chúng ta sẽ thấy xe điện được phân bố theo các cái thị trường khác nhau. Nhìn vào đây ta sẽ thấy phần lớn xe điện hiện nay là đang tập trung ở Trung Quốc. Đứng thứ nhì đó là châu Âu và cuối cùng đó là Mỹ. Với sự tăng trưởng của thị trường ô tô điện thì có những điều là năm 2019 mà 2020 đó là hai cái năm Covid, kinh tế có bị ảnh hưởng. Thị trường ô tô nói chung là đi xuống nhưng thị trường ô tô điện vẫn đi lên. Đấy là đối với thị trường chung. Thứ hai, đối với hình ở bên tay trái này các bạn sẽ thấy được phân loại theo các loại xe. Cái màu xanh này là những loại xe du lịch cỡ nhỏ. Cái màu này là những loại xe thương mại, và cái màu vàng là cho dành xe buýt và một số cái xe tải. Để được phân làm 4 loại xe. Và nhìn vào đây ta sẽ thấy là phần lớn xe điện trên thế giới sẽ tập trung vào những cái xe cá nhân, xe cỡ nhỏ, những xe như vậy. Một phần nhỏ đối với những loại xe khách, xe tải cỡ nhỏ, và một phần nhỏ nữa là xe buýt. Thì giờ chúng ta sẽ đi sâu các cái cụ thể này hơn.
Ở đây đối với đồ thị này thì chúng ta sẽ thấy là được phân loại theo các loại xe. Đối với xe điện hiện nay trên thế giới người ta có, thực ra xe điện là có 4 loại. Đấy, xe hybrid, plug-in hybrid và xe battery, thuần điện và xe full cell, tế bào nhiên liệu. Nhưng hiện nay là ở cái thông kê này người ta đang mới chỉ liệt là xe plug-in hybrid, là xe điện, xe hybrid cắm sạc và xe thuần điện. Thì hai cái phần dưới này, đó là màu, hai màu xanh này là của thị trường Trung Quốc. Thì ta nhìn thấy thị trường Trung Quốc sẽ phần lớn là xe thuần điện, còn thị phần về xe plug-in hybrid là nhỏ. Đối với trên này là ta nhìn thấy thị trường của châu Âu. Thị trường châu Âu thì ta thấy rất rõ nét là xe plug-in hybrid với cả xe thuần điện là có thể ngang nhau cho từ những năm 2020. Đối với Mỹ, thị trường Mỹ thì cái tỷ lệ này cũng lệch nhau không nhiều. Như vậy là cái xe plug-in hybrid cũng là chiếm một cái thị phần đáng kể trong cái tổng xe điện trên thế giới. Và tiếp đến ta sẽ đi phân tích cái thị trường với cái xe plug-in hybrid này nó có những cái đặc tính gì. Ở đây ta sẽ thấy theo các thị trường Trung Quốc này, Mỹ và châu Âu thì ta sẽ nhìn ở các cái năm khác nhau. Thì ta thấy đối như chú ấy là thị trường Trung Quốc là cái màu xanh đậm, tất cả những cái màu đậm này đó là những xe thuần điện, còn cái màu nhạt hơn thì đó là xe hybrid, plug-in hybrid, là xe hybrid cắm sạc. Thì ta thấy rõ ràng ở Trung Quốc là luôn luôn cái xe thuần điện là chiếm tỷ phần lớn. Thế còn đối với Mỹ thì cái xe thuần điện cũng là khả năng là chiếm thị phần lớn. Nhưng sang châu Âu thì chúng ta thấy rõ ràng là nó sẽ cân bằng với nhau. Đấy là những cái đặc thù của các thị trường đối với các xe. Ở cái đồ thị dưới này thì chúng ta có thể thấy rõ hơn ở những cái từng thị trường, ví dụ như Nhật. Ở Nhật chúng ta sẽ thấy như vậy, cũng giống như châu Âu, tức là thị trường của xe plug-in hybrid là chiếm rõ rệt. Đấy, thì còn đây là Hàn Quốc thì lại xe thuần điện. Đấy, ra Canada thì xe thuần điện cũng nhiều. Sang Anh thì cũng tỷ lệ giữa thuần điện và xe plug-in hybrid là tương đương với nhau. Sang Pháp cũng vậy và sang Đức cũng vậy. Thậm chí Đức là cái xe hybrid, plug-in hybrid thì có phần nổi trội hơn. Đấy là những cái thông số mà chúng ta. Còn nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy thị phần của xe điện, chúng ta có thấy ở Na Uy là tốc độ tăng thị phần của xe điện là rõ rệt, tăng lên nhất, thậm chí chiếm đến 80%, gần sấp xỉ 80% trong 2020 là chiếm gần như 80% lượng xe bán ra. Như vậy ở châu Âu, những nước Bắc Âu là những nước có cái tỷ lệ điện hóa cơ giới là rất là nhanh và cao. Tiếp đến bây giờ chúng ta sẽ đi nhìn với cái xe điện và xe thuần điện. Đấy, nó khác nhau ở các thị trường và các cái loại xe như thế nào. Thì nhìn vào đây chúng ta thấy trước đây là Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, rồi châu Âu và Mỹ thì đối với những cái dòng xe nhỏ hoàn toàn các bạn thấy rằng là xe nhỏ hoàn toàn là xe điện, thuần điện hết. Còn bắt đầu những cái dòng kích cỡ nó tăng dần thì xe plug-in hybrid sẽ bổ sung vào. Ở đây ta nhìn thấy cái dạng xe SUV hoặc là xe large car là những cái xe cỡ lớn, cỡ to hơn khoảng 7 chỗ, 9 chỗ. Thì cái thị phần của xe plug-in hybrid này nó phát triển rất là lớn, nó nhiều lên. Và bên phía bên này là ta sẽ thấy là khả năng đi được sau một lần sạc hoặc một lần đổ xăng của các loại xe. Thì đối với xe điện, các bạn sẽ thấy là từng càng ngày sẽ được càng cải tiến tăng lên đấy, sau một lần sạc. Còn đối với xe plug-in HEV thì gần như là nó đi ngang. Như vậy là người ta sẽ không tập trung vào cải tiến cái quãng đường đi được sau một lần sạc của xe plug-in hybrid. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân nó đã có khả năng tự đổ xăng. Chính cái điều này sẽ giải thích là tại sao thị trường nó sẽ phân hóa giữa xe cỡ nhỏ và xe cỡ lớn như thế này. Với những xe cỡ nhỏ là chủ yếu người dân, hoặc là thị trường ở Trung Quốc cũng vậy, đặc biệt là Trung Quốc là chủ yếu người dân là đi ở trong nội đô, sáng đi làm, chiều đi về. Đấy, cung đường họ đi nhỏ. Với những cái khả năng của xe điện bây giờ là người ta hoàn toàn có thể cắm sạc và đi trong ngày là không bị ảnh hưởng gì về lo lắng gì về cung đường. Do vậy là những cái xe cỡ nhỏ thì hoàn toàn chiếm tỷ trọng lớn là xe thuần điện. Đối với những xe cỡ lớn là những cái xe người ta có những người có nhu cầu đi xa, thỉnh thoảng đi liên tỉnh thì người ta kết hợp giữa cả hai, đi trong phố thì người ta đi xe điện.
Còn đi xa thì người ta ở chế độ xe động cơ đốt trong để đổ xăng để hỗ trợ vào. Chính vì thế là cái thị phần về xe plug-in hybrid nó sẽ chiếm một phần lớn ở những cái xe mà người phục vụ cho những người có cái tính sử dụng đa dụng cao. Do vậy là như vậy ta nhìn này, cái đồ thị trước ấy là ở châu Âu hoặc là Mỹ, tại sao là gì? Ở Trung Quốc là tỷ lệ xe điện gì? Xe điện lớn, và cái xe điện lớn là như vậy. Xe thuần điện nó lớn hơn vì người ta có cái nhu cầu đi lại ở nội đô là nhiều hơn. Đây chúng ta sẽ nhìn này, ví dụ ở Trung Quốc cái lượng xe thuần điện là rất là lớn. Đấy, vì cái nhu cầu người ta đi lại là chính là trong nước. Còn đi xa, những người có đi xa thì có thể là xe plug-in hybrid hoặc là người ta vẫn đi bằng xe truyền thống. Đấy là đối với những cái xe cá nhân. Thì ở đây có chúng ta sẽ nhìn thấy cái một lộ trình mà các hãng ô tô công bố ra xe điện. Ở cái trục bên này là trục năm 2 theo năm này, thời gian. Còn các cái số này ta lấy ví dụ như năm 2022 đây, ta sẽ thấy nhỉ, năm 2022 cái số 10 ở đây là hãng Daimler sẽ công bố là có 10 mẫu xe điện, trong 2022 là sẽ có 10 mẫu xe điện. Còn Dongfeng thì là sẽ chiếm 30% doanh số bán sẽ là xe điện. Hãng Ford 2022 cũng sẽ công bố, dự kiến là công bố 40 mẫu xe điện ra. Hãng Mazda thì 1 và hãng Renault Nissan là 20. Nhìn vào đây ta có thể năm 2022, tất cả sang năm thôi, sẽ là một cái năm thị trường xe điện sẽ, các mẫu xe điện sẽ là bùng nổ. Còn đến năm 2030 thì ta thấy hầu như là các hãng tối thiểu là đạt 50% thị phần là ô tô điện. Cái lượng sản lượng ô tô điện bán ra rất lớn, hoặc là nhiều mẫu ô tô điện hơn, hoặc là số lượng tính tổng tích lũy là nhiều. Do vậy là xu thế của các hãng thế giới là đến 2030 là người ta sản xuất ô tô điện khá là nhiều. Đối với xe buýt và những cái xe cỡ lớn, những xe cỡ lớn là xe buýt và xe tải, thì ta sẽ thấy như sau. Ở các năm thì thị phần chủ yếu tập trung xe điện, chỉ chủ yếu tập trung vào các dòng xe buýt, còn đối với các dòng xe tải là rất là ít. Kể cả Mỹ và kể cả châu Âu, Trung Quốc thì chủ yếu tập trung là thị phần của xe buýt là nhiều. Đấy, và tất cả đều ở Trung Quốc hết. Cái điều này nó thể hiện cái đặc thù cái giao thông của các nước này như sau. Các bạn thấy nhỉ, ở các nước như Mỹ và châu Âu, nếu mà phương tiện vận tải đường dài thì cái hệ thống tàu điện hoặc hệ thống vận tải đường sắt chạy bằng điện hóa đã rất là tốt, cho nên là họ sẽ không đầu tư nhiều vào cái việc dùng xe buýt điện hoặc là dùng xe tải điện để vận tải. Còn ở Trung Quốc thì phát triển nhiều cái lượng xe buýt này. Bởi vì sao? Bởi vì xe buýt nội đô của họ dùng xe điện là nhiều. Hệ thống giao thông công cộng như tàu điện các thứ họ cũng không thể hoàn thiện được giống như châu Âu và Mỹ. Do vậy là họ sẽ tập trung phát triển thành xe buýt điện. Thì đấy là một trong cái xu thế tại sao xu thế ở Trung Quốc là chuyển hóa cái xe buýt điện là chiếm thị phần lớn so với những cái trên toàn cầu là như vậy. Cũng như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy tiếp ở các cái phân khúc ra, bởi lượng xe điện bán ra đối với dòng xe cỡ lớn này rất nhỏ. Đấy, rất nhỏ, chúng ta sẽ chia ra. Thì ở xe buýt thì Trung Quốc cũng là nhiều nhất. Đấy, sau đó là đến châu Âu và Mỹ thì cũng tương đương nhau. Đấy là đối với dòng xe buýt. Còn đối với dòng xe tải cỡ nhỏ, dòng xe tải cỡ nhỏ thì Mỹ lại là cái quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ, có số lượng bán ra về xe điện là nhiều nhất. Còn Trung Quốc và châu Âu thì lại giống nhau. Thì bản chất vấn đề là gì? Như vậy là những cái xe tải cỡ lớn hoặc vận chuyển đường dài xa thì Mỹ đã có những cái hệ thống vận tải rất là tốt. Tuy nhiên vận tải ở khu vực nhỏ, lượng nhỏ thì người ta sẽ cũng lại đang chuyển dần sang xe điện, lượng xe điện nhiều hơn. Đấy, với những cái xe siêu trường, siêu trọng, cỡ lớn thì châu Âu lại ưu tiên cho xe điện nhiều hơn. Thế còn những cái quốc gia khác thì nó không đáng kể nên tôi không nói nữa. Như vậy là mỗi một thị trường phụ thuộc vào cái đặc tính giao thông của thị trường đó, từ cái nhu cầu thì cái lượng xe điện theo các loại nó cũng được gì thay đổi, cái nhu cầu của họ cũng sẽ có thay đổi khác nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua về sự phát triển xe điện ở Việt Nam.
sự phát triển xe điện Việt Nam, đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn cái số lượng, so sánh giữa số lượng xe máy điện và xe máy chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Thì trong từ năm 2016 đến năm 2020, ta có thể thấy là cái tỷ lệ về xe lượng xe điện và lượng xe điện của ta đang còn rất nhỏ. Rất nhỏ so với cả cái xe động cơ đốt trong. Như vậy ta sẽ thấy tiềm năng về sự chuyển đổi từ sử dụng xe máy điện là còn rất lớn. Ở đây ta lại so sánh với dòng xe nhập khẩu. Đấy, tôi so sánh giữa xe nhập khẩu giữa xe mô tô xe máy nhập khẩu và mô tô xe máy điện. Thì từ 2016 cho đến 2020 chúng ta hoàn toàn không nhập khẩu một xe mô tô hoặc xe máy điện nào cả. Do vậy, điều đó sẽ chứng minh được rằng là năng lực sản xuất xe máy điện của các nhà sản xuất trong nước đã chiếm ưu thế so với nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy là một cái tín hiệu cũng là đáng mừng đối với cả thị trường Việt Nam. Tiếp đến thì chúng ta sẽ so sánh về ô tô điện. Ô tô điện thì chúng ta sẽ nhập khẩu và sản xuất trong nước mà. Thì nó lại ngược lại. 100% các loại xe điện được gọi là xe điện ở Việt Nam thì là đều là nhập khẩu. Tuy nhiên có một cái tín hiệu rất vui là chúng ta sẽ nhìn thấy lượng nhập khẩu càng ngày càng tăng. Đấy, tức là nhu cầu người sử dụng càng ngày càng nhiều. Và như các bạn biết thì năm 2021 là chúng ta sẽ, năm nay là chúng ta VinFast đã giới thiệu hai cái mẫu xe điện là xe EV và xe có cá nhân cũng như xe buýt điện. Thì năm 2021 sẽ coi như là năm tiền đề của sự phát triển mở rộng các sản phẩm xe điện. Ở đây ta sẽ tính cái tỷ lệ lưu hành giữa ô tô điện và ô tô lưu hành này. Thì ta sẽ thấy càng ngày các cái mức ô tô điện nó được càng tăng lên. Mặc dù con số rất là khiêm tốn, chưa được 1%. Nhưng mà chúng ta đã thấy được một cái xu hướng là thị trường ô tô Việt Nam đã bắt đầu phát triển cho các loại ô tô điện. Tôi phải định nghĩa là thị trường ô tô điện ở Việt Nam là bao gồm cả xe hybrid, xe plug-in hybrid và xe thuần điện. Ở Việt Nam chưa có xe full cell. Nó khác với cái định nghĩa trước ở châu Âu với Mỹ là thị trường ô tô điện Việt Nam phải bao gồm cả xe máy hybrid. Đấy con rồi. Và ta sẽ thấy là ô tô điện đang có xu thế tăng dần. Nhưng tỷ lệ ô tô điện chưa đạt được 1%. Do vậy là cái tiềm năng của ô tô điện sẽ là rất lớn và hứa hẹn là hấp dẫn vô cùng đối với cả thị trường, đối với cả các nhà sản xuất. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì chúng ta sẽ thấy cũng từ các năm thì các số lượng các doanh nghiệp nó dao động từ 35 cho đến 45, cứ loanh quanh như vậy. Đấy. Thì năm 2017 là nhiều nhất đến 45, sau đó lại tụt xuống còn 39 và lại 40. Điều này thể hiện một cái điều, và đến năm 2020 chỉ đã có 34 doanh nghiệp. Và trong đó thì một doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô điện ở quy mô lớn, kể cả ô tô điện và xe máy điện, đã có sản phẩm 2021, có sản phẩm ô tô điện đầu tiên của Việt Nam. Điều này chứng minh cho thấy là các doanh nghiệp sản xuất tham gia vào sản xuất ô tô điện ở Việt Nam hoặc là xe máy điện đang chuyển mình từ phát triển dạng số lượng thành chất lượng và quy mô. Đây cũng là một tín hiệu vui cho thị trường cũng như ngành công nghiệp ô tô điện Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển được ô tô điện phát triển thì chúng ta sẽ đi kèm với các cái chính sách như thế nào? Thì đây tôi sẽ tổng kết lại các cái chính sách đã được ban hành ở Việt Nam liên quan đến sản xuất ô tô và ô tô điện. Đầu tiên là chúng ta có 3 cái thứ. Từ năm 2012 là chúng ta có nghị quyết 1393, có quyết định 1393 của Thủ tướng Chính phủ. Trong cái quyết định này thì đã rạch ra một cái chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến 2050, đề ra các mục tiêu cụ thể về phát triển nền kinh tế carbon thấp, giảm cường độ khí nhà kính, hướng tới sản xuất tiêu dùng xanh. Đấy là cách đây cũng khoảng gần 10 năm rồi. Sau đó thì gần đây nhất sẽ là các cái nghị quyết số 55, nghị quyết trung ương ban hành vào 11 tháng 2 2020, thì đã đề ra chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030 và 2050. Thì phải có các chính sách, các hộ tiêu dùng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nhất là công nghiệp và giao thông, thúc đẩy phát triển các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới. Có thể nói đây là một cái nghị quyết bản lề để chúng ta phát triển tiếp. Từ cái nghị quyết này thì Chính phủ đã ra nghị quyết 136 ngày 25 tháng 9 năm 2020 đã đề ra giải pháp là đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sạch đối với phương tiện giao thông cơ giới.
Như vậy là về phần từ chính phủ cho đến từ thủ tướng cho đến nghị quyết trung ương đảng là đã rất quan tâm đến cái vấn đề phát triển giao thông sạch của chúng ta. Và từ đó thì các bộ ban ngành đã triển khai những cái chính sách tiếp theo. Đầu tiên là chúng ta có chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện và các dòng xe ô tô thân thiện môi trường. Thì cái điều này đã được luật hóa tại luật số 106/2016 Quốc hội 13. Đấy, sửa đổi biểu trình về thuế giá trị gia tăng. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nếu mà từ mùng 1 tháng 7 2016 năm thì cái luật thuế tiêu thụ đặc biệt nó đã giảm so sánh với cả xe xăng. Nếu ta so sánh với xe chạy xăng thì cái thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện nó đã giảm đi rất nhiều. Xe xăng, xe chạy bằng động cơ đốt trong và loại 9 chỗ thì từ 35 đến 150% tùy theo dung tích xy lanh, thì đối với ô tô điện chỉ còn có 10-15%. Đối với xe lớn hơn thì các loại xe thì các mức thuế, các loại xe mà phục vụ cho thương mại càng nhiều thì cái mức thuế càng được ưu đãi. Đấy là một cái chính sách về đầu tiên với việc thuế tiêu thụ đặc biệt. Còn đối với chính sách nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt thì dùng để phát triển được thị trường ô tô điện. Còn đối với phát triển công nghiệp cho các nhà sản xuất ô tô thì chúng ta sẽ có những cái chính sách thuế nhập khẩu. Thì đầu tiên là quy định tại luật đầu tư và nghị quyết 31/2021 của chính phủ, nghị định của chính phủ, là đối với các nghị định này thì dự án sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa và nhập khẩu theo tài sản cố định của dự án được quy định ở trong cái khoản 11 điều 16 luật thuế xuất khẩu. Đấy, luật 107/2016 Quốc hội 13. Và cái điều 10 luật thuế xuất khẩu nhập khẩu cũng quy định về những cái thuế suất ưu đãi, thuế suất này. Và đến nghị định số 57/2020 của chính phủ thì bổ sung các chủng loại ô tô điện, đấy, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, ô tô hybrid là đối tượng được áp dụng ưu đãi của chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô. Thực ra cái chương trình này thì trước nay đã có từ rất có rồi, nhưng mà đến 2020 thì bắt đầu nghị định này mới bổ sung là những cái loại xe chạy điện mới được hưởng cái này. Và doanh nghiệp sản xuất các ô tô này thì linh kiện nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình này sẽ được áp mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi bằng 0% đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được. Đấy là đối với những cái chính sách nhập khẩu và hỗ trợ cho các nhà sản xuất. Ngoài ra thì có những cái chính sách ưu đãi khác như đối với luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì luật này sẽ có ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế là áp dụng đối với những nhà đầu tư sản xuất lắp ráp ô tô tương ứng với từng địa bàn và thực hiện dự án đầu tư. Ở đây tôi xin nhấn mạnh là lắp ráp ô tô nói chung. Đấy. Đối với nghị định 31/2021 thì chúng ta kể các dự án sản xuất ô tô được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật và thuế sử dụng phi nông nghiệp theo luật đất đai. Điều 65 của luật bảo vệ môi trường thì chính phủ sẽ ban hành chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp. Đấy. Lộ trình chuyển đổi hoặc loại bỏ phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường. Đối với nghị định số 20/2019 thì miễn phí trước bạ đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch, trong đó có xe buýt chạy bằng điện. Đấy là tuy nhiên chúng ta trừ cái nghị định này thì đã quy định trực tiếp cho gì? Cho xe điện. Còn các luật thuế này thì vẫn đang quy định chung cho các loại ô tô. Trong đó ô tô điện cũng được nằm trong cái mục này. Thì nhìn cơ bản về các cái chính sách ưu đãi như trên thì ta thấy những chính sách mà ưu tiên trực tiếp cho xe điện thì vẫn chưa được nhiều. Đấy, còn ô tô điện hoặc các nhà máy, đặc biệt là nhà máy ô tô thì mới đang được hưởng các cái chính sách sản xuất ô tô thì đang được hưởng các cái chính sách mà đi ăn cùng với cả ngành công nghiệp ô tô truyền thống. Đấy là một cái điều nổi bật đối với các cái chính sách của chúng ta là như vậy. Rồi tiếp đến để lưu hành và phát triển thị trường ô tô hoặc quản lý xe chạy điện thì chúng ta phải cần đến các hệ thống văn bản pháp quy quản lý phương tiện và môi trường. Thì ở đây đầu tiên chúng ta phải nói đến hai cái là TCVN và QCN, là tiêu chuẩn Việt Nam và quy chuẩn Việt Nam.
thì tổng số tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng cho các phương tiện cơ giới đường bộ hiện nay là 260 tiêu chuẩn. Thì trong đó đối với ô tô là 140 tiêu chuẩn, mô tô và xe máy là 102 tiêu chuẩn, xe đạp là 18 tiêu chuẩn. Và đối với xe điện, liên quan đến xe điện chỉ có 39 tiêu chuẩn Việt Nam. Với cái quy chuẩn Việt Nam thì quy định đối với xe điện hiện nay là có 21 cái. Thì có 5 quy chỉnh, 5 quy chuẩn là dành riêng cho xe điện. Để tí nữa tôi sẽ nhắc đến việc ấy. Thứ hai là những cái quy chuẩn này thì quy định cho động cơ, ắc quy sử dụng motor, xe máy điện. Và nói chung về an toàn, kỹ thuật và bảo vệ môi trường và phương tiện giao thông chung. Và một điều đặc biệt đó là chưa bao quát được tất cả các quy chuẩn và tiêu chuẩn này thì chưa bao quát được hết tất cả vấn đề chất lượng an toàn phương tiện của người sử dụng xe motor và xe gắn máy điện. Còn đối với ô tô điện thì hiện nay chúng ta cũng còn đang một khoảng trống về tiêu chuẩn cũng như quy chuẩn Việt Nam đối với ô tô điện. Đối với cái hệ thống văn bản pháp quy về quản lý chất lượng phương tiện ô tô nói chung thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2006 và cái nghị định 132/2008 thì quy định chi tiết một số điều của luật chất lượng sản phẩm này. Sau đó là cái nghị định 38/2015 thì sẽ quy định về quản lý chất thải và phế liệu. Rồi cái quyết định 16/2015 thì xây dựng các chế tài nhằm cụ thể hóa các điều luật quy định và xử lý các sản phẩm thải liên quan đến phương tiện giao thông như giao thông điện như ắc quy, các ô tô, xe máy và quá trình niên hạn sử dụng. Rồi tiếp đến là có luật bảo vệ môi trường thì quyết định ở số 49/2001 và thì chúng ta sẽ có quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Và ở cái nghị định 57/2020 cũng trước tôi đã nhắc đến rồi là thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành giao thông vận tải nhằm thực hiện NDC phù hợp với điều kiện quốc gia, cơ sở đánh giá nỗ lực toàn cầu định kỳ. Bởi vì khi chúng ta như tại thời điểm hiện nay chúng ta đang thấy là chính phủ, thủ tướng đang đi tham dự các hội nghị COP26 cũng như chúng ta tham gia vào những cái hành động vì môi trường, cho nên là chúng ta sẽ phải đi theo những cái quy trình cắt giảm khí nhà kính chung của thế giới và được thế giới đánh giá để chúng ta nhận được những cái gói hỗ trợ tài chính cho cái việc cắt giảm khí nhà kính. Thì tiếp đến là đối với cái văn bản pháp quy quản lý chất lượng, chúng ta sẽ đây đối với cái đối tượng là nhà ô tô và lắp ráp sản xuất ô tô thì chúng ta chịu hai cái thông tư 25/2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về sản xuất lắp ráp ô tô và thông tư số 30, thông tư và thông tư số 54, tức là những cái quy định thông tư này là quy định cho khối sản xuất lắp ráp ô tô và nó cũng chưa tách riêng ra được cả đâu là ô tô điện hay là ô tô truyền thống. Thì còn đối với ô tô nhập khẩu thì chúng ta cũng có một số thông tư 03/2018 và thông tư 05/2020 và thông tư 31 và thông tư 55 cũng là tất cả của Bộ Giao thông Vận tải để quy định đối với quản lý ô tô nhập khẩu. Còn đối với ô tô lưu hành thì có chúng đó số thông tư số 70 và cái thông tư này thì theo tôi biết là đang được sửa đổi để thay thế. Thì đối với hệ thống văn bản quy này thì ở cái thông tư 86/2014 thì quy định điều kiện đối với xe chở người 4 bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế. Thì đây là những cái xe mà thuộc như chúng ta sẽ thấy những cái xe như kiểu xe sân gôn hoặc xe du lịch sinh thái ở tranh quanh bờ hồ. Rồi thông tư 55 và 44 thì quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường của xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất lắp ráp motor xe gắn máy, quy định về sản xuất motor xe gắn máy. Ngoài ra thì đó chúng ta có đi kèm với các cái bộ này chúng ta có các cái loạt tiêu chuẩn, các quy chuẩn Việt Nam tôi lêu lên về an toàn đối với xe mô tô xe gắn máy và quy chuẩn về xe đạp điện, quy chuẩn về động cơ sử dụng cho xe đạp điện, quy chuẩn về ắc quy và cái quy chuẩn số 10 và số 09 thì là nói chung cho ô tô khách trong thành phố và chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô. Hai cái này thì là nằm chung trong của ô tô. Đấy là tổng những cái văn bản mà dùng để quản lý về phương tiện. Tiếp đến là chúng ta quản lý về môi trường và liên quan đến pin, ắc quy thì thông tư số 36/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường về quản lý chất thải nguy hại thì trong này đã đưa ra
pin và ắc quy là thuộc nhóm các chất thải chuyên nêu các mã khác, và bao gồm các cái pin để ắc quy trì thải, các loại ắc quy pin hiện nay. Thì do vậy là pin và ắc quy trên ô tô, sử dụng trên ô tô hiện nay, kể cả ô tô điện lẫn ô tô truyền thống cũng có pin và ắc quy, thì là thuộc danh mục chất thải nguy hại và phải được quản lý như chất thải nguy hại trong toàn bộ quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý. Thì từ đây ta sẽ thấy ở cái quy định số 16/2015 về đã có cái quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ. Thì từ ngày 1/7/2016, pin và ắc quy các loại thải bỏ phải được thu hồi xử lý. Quyết định cũng đã quy định trách nhiệm các bên liên quan cụ thể. Như điều 5 thì quy định trách nhiệm nhà sản xuất, anh sản xuất ra anh phải thu hồi lại như thế nào. Điều 17, trách nhiệm của người tiêu dùng, cơ sở phân phối, đơn vị vận chuyển và xử lý chất thải và các tổ chức cá nhân thu gom. Điều 9 thì quy định cho trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường nào, và điều 10 thì quy định trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Nói một cách tổng thể thì với các quy định này đã được quy định, các quy định này đã được quy định trách nhiệm của đầy đủ các bên tham gia trong cái việc thu hồi và xử lý chất thải rồi đặt pin. Đấy. Còn tiếp đến là cái thông tư 534/2017 của Bộ Tài nguyên Môi trường thì có quy định về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ và quy định yêu cầu kỹ thuật đối với điểm thu hồi, trong đó có các loại pin và ắc quy. Như vậy là với cái hệ thống văn bản quản lý về ắc quy và pin thải thì cũng có một phần nó khá đầy đủ, nhưng hiện nay thực thi và trong thực tế thì đấy vẫn là một cái dấu hỏi, nó đã được áp dụng triệt để hay chưa thì đấy vẫn là dấu hỏi. Bởi vì chúng ta cũng nhìn thấy như trước là từ 2016 đến hiện nay là số lượng xe đạp điện, xe máy điện đã bán ra rất nhiều, nhưng những cái việc mà thống kê để đưa ra rằng là các pin và ắc quy ở các cái xe đấy đã được thu hồi và xử lý triệt để như nào thì vẫn chưa có một cái thống kê gọi là chính xác. Hiện nay tôi vẫn chưa có một cái thống số liệu chính xác. Như vậy là chúng ta sẽ thấy hệ thống văn bản pháp quy quản lý phương tiện và môi trường chỉ còn một cái số hạn chế, đặc biệt là liên quan đến tiêu chuẩn, là yêu cầu kỹ thuật an toàn đối với các hệ thống sạc này, yêu cầu an toàn khi vận chuyển thay thế pin ắc quy xe điện chưa có. Đối với xe điện thì hiện nay chúng ta đã thấy một cái xu thế nữa, đó là xe tự lái, xe tự hại này. Thì những cái yêu cầu an toàn kỹ thuật của nó cũng chưa được đề cập đến. Rồi những yêu cầu kỹ thuật thử nghiệm đối với hệ thống điều khiển trong quá trình vận hành đấy. Yêu cầu về tái chế một cách chính xác hơn, cụ thể hơn cũng chưa đầy đủ. Rồi yêu cầu về đặc tính của các thiết bị nạp, chạm sạc các thứ cũng chưa có. Rồi phương pháp thử nghiệm đánh giá hiệu năng hoặc là hệ thống phanh tái sinh. Rồi yêu cầu kỹ thuật về an toàn xe buýt điện, xe ô tô điện là cũng còn đang là một khoảng trống đối với cái trong cái hệ thống văn bản pháp quy của chúng ta. Như tiếp đến là tôi sẽ trình bày về cơ sở phục vụ hạ tầng cho cơ sở hạ tầng phục vụ cho ô tô điện của Việt Nam chúng ta tại thời điểm này. Thì như các bạn biết là tại thời điểm này chúng ta chỉ có duy nhất một đơn vị là lắp đầu tư vào hạ tầng là trạm sạc điện, đó là VinFast. Thì đây là cái số liệu báo cáo của VinFast mà tôi tham gia báo cáo ở tháng 8 vừa rồi. Thì hiện nay họ đã lắp được khoảng hơn 300 các cái địa điểm, họ sẽ có những cái địa điểm lắp nha, để thay thế các cây xăng thì được hơn 350 tại các trạm cây xăng và trạm dừng nghỉ, và hơn 800 điểm ở chung cư văn phòng tổng hợp, và khoảng hơn 200 ở trung tâm thương mại. Rồi sau đó lắp ở bãi đỗ xe thì khoảng hơn 300, và ở các cơ quan công sở, trường đại học, khu nghỉ dưỡng là cũng khoảng hơn 300. Thì đấy là hệ thống sạc của VinFast đã phủ khắp ở trên ở Việt Nam. Thì họ có những trạm sạc như thế nào? Họ có tất cả, như các bạn nhìn thấy, 1, 2, 3, 4 loại. 4 loại thì loại đầu tiên là trạm sạc thường là 11, với công suất là 11 kW. Thì những cái điểm này là đặt tại các vị trí đỗ xe công cộng, hoặc là có thể đỗ hoặc gửi xe trong thời gian dài, cho nên là người ta chỉ cần trạm công suất nhỏ. Đấy, còn ngoài ra là có hai loại trạm sạc nhanh là 30 kW và 60 kW. Thì những cây sạc này sẽ đặt ở các điểm xăng, điểm dừng nghỉ, bãi đỗ xe công cộng, thời gian dừng đỗ sạc của khách là ngắn. Và một loại nữa là một loại siêu nhanh, loại này giống tương đương với của Tesla, là giặc siêu nhanh với công suất dòng công suất là lên 250 kW, thì cũng đặt ở trạm cây xăng và trạm dừng nghỉ trên các quốc lộ và trung tâm thương mại, khu đô thị lớn. Thì
Thì trạm sạc này có thể giúp đi được 180 km sau 15 phút, đó là theo công bố của VinFast. Thì tất cả các trạm sạc này đều sử dụng công nghệ là AutoCharge từ năm 2021, và nếu từ quý 3 2022 nhà sản xuất công bố là Plug and Charge theo chuẩn quốc tế ISO 15118. Và các cái cổng sạc này thì đều theo tiêu chuẩn châu Âu là CCS2 đối với cả loại sạc một chiều và Type 2 đối với cổng sạc xoay chiều. Và thanh toán vi sạc là hoàn toàn bằng online. Thì đấy là những cái đặc tính của cơ sở hạ tầng phục vụ ô tô điện là hiện nay tại Việt Nam chúng ta đang có. Tuy nhiên, việc đầu tư cho trạm sạc như này thì sẽ dẫn đến đặt một câu hỏi là nguồn điện cấp cho các trạm sạc này có yêu cầu gì và có vấn đề gì sẽ xảy ra hay không? Thì đấy là cái vấn đề đấy. Vậy thì đối với các trạm sạc này, chúng ta sẽ thấy khi mà vận hành hệ thống lưới điện, khi đấu vào lưới điện các trạm sạc thì chúng ta là khối lượng trụ sạc đấu vào lưới điện phân phối sẽ có những nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành lưới điện, bao gồm những cái nguy cơ gì? Thứ nhất là có thể mất điện, tức là người ta định nghĩa về là mất điện lưới hoàn toàn hoặc là điện áp dưới còn 10%, hoặc là có những hiện tượng là sụt áp ngắn hạn, là điện áp sụt dưới 90% từ vài mili giây cho đến 1 phút. Thực ra với những cái mili giây này thì có thể điện dân dụng chúng ta thấy nó không có vấn đề gì, nhưng mà đối với sản xuất thì mất dưới mili giây thì cũng có thể là những máy móc nó bị hỏng, nó có vấn đề ảnh hưởng đến các máy móc, hoặc là quá áp ngắn hạn. Đấy, là điện áp vượt lên 110% từ vài mili giây cho đến dưới 1 phút, hoặc cũng có thể là sụt áp dài hạn. Đấy, hoặc là cũng là quá áp dài hạn. Rồi một cái điều đặc biệt nữa đó là hình thành đó là cái sóng hài, bởi vì các hệ thống sạc này khi cắm vào với lưới điện chung nó có khả năng phát ra cái sóng hài. Đấy, và thường gây ra bởi cái sự phụ tải phi tuyến, rồi các xung điện áp, các biến động tần số, các nhiễu giao thoa và nhiễu giao thoa sóng điện từ và nhiễu giao thoa sóng radio. Ở đây ta sẽ thấy một điều rất rõ đối với Việt Nam, chúng ta là phụ tải điện hệ thống quốc gia. Ở đây tôi sẽ lấy cái đồ thị này trên của EVN, các bạn sẽ thấy hiện nay bản chất phụ tải điện của Việt Nam là đã chênh nhau rất nhiều. Đây là của một ngày 13 tháng 2 2021 là cái đường này. Sang đến ngày 30 tháng 1 2021 thì cái phụ tải nó đã tăng lên nhỉ. Như vậy cái mức độ đây là theo giờ nhé, chụp vài ngày là theo giờ, còn đây là phụ tải. Như vậy là giữa các ngày của chúng ta là có sự biến động rất lớn, và giữa các giờ cũng vậy. Những cái khu vực cao điểm, có những khu vực cao điểm là khoảng 18 19 giờ hoặc là 6 7 giờ sáng. Thì nếu mà chúng ta tính đơn giản này thôi, xét trường hợp mà trạm sạc của gas công suất trung bình là cứ 11 kW, nếu chúng ta lắp tất cả 40.000 trụ sạc thì đồng nghĩa nó là khoảng 440 MW. Đó, ở 400 MW đấu nối thêm hệ thống và thậm chí nó phải lên đến 1 GW nếu tính các đầu sạc có công suất lớn hơn. Đấy, thì đây là con số tạm tính khi chúng ta tất cả tổng thể. Và điều này thì cũng đồng nghĩa là phụ tải cho hệ thống điện nó tăng lên đột biến. Và một đặc điểm là xe điện ấy, nạp vào ấy, thì người ta cũng chỉ nạp theo thời gian thôi, sẽ dẫn đến là nó sẽ đẩy những cái đỉnh phụ tải này lên rất là cao, gây nên đột biến. Ví dụ có thể là tối về lại tất cả cùng nhau nạp buổi tối, hoặc tất cả cùng nhau nạp buổi chiều, vì người ta sẽ không phân bố được. Đấy, và nếu như chúng ta cái tính này để hình dung thì công suất phụ tải tăng lên có thể tương đương với khoảng 0,2 tổ máy thủy điện Hòa Bình, hoặc tương đương với cả công suất của nhà máy thủy điện Hòa Bình còn nhiều hơn nữa nếu hạ tầng trạm sản điện vẫn còn phát triển như hiện nay. Đấy, tuy nhiên hiện nay thì vấn đề là phát triển hạ tầng trạm sạc thì nhiều, nhưng mà số xe điện ra thì chưa nhiều, cho nên là cái lượng phụ tải là vẫn chưa cao. Đấy, nhưng mà đây cũng là cái bài toán chúng ta cần phải lưu ý khi quy hoạch lưới điện hoặc là xử lý điện hạ tầng cho từng khu vực. Thứ hai là tác động xe điện với trạm sạc điện được ghi nhận là một số cái nước đã ghi nhận ở châu Âu, Mỹ, thì nếu điều khiển và phối hợp không hợp lý thời điểm sạc thì đồ thị phụ tải đấy sẽ làm tăng tổn hao công suất và tăng độ lệch điện áp và các vấn đề chất lượng điện đã xảy ra, giống như cái 10 cái mục tôi nêu ra trước kia. Một số các nước khu vực biển Bắc đấy, thì quỹ phát triển các vùng châu Âu đã chỉ ra rằng máy biến áp phân phối sẽ bị quá tải cao điểm điểm tối nếu 20% hộ gia đình sạc điểm vào thời điểm này, sạc cùng nhau sạc. Chỉ cần 20% hộ gia đình cùng nhau sạc là đã gây quá tải rồi. Hơn nữa, không có sự phối hợp giữa sạc điện thì với 30% hộ gia đình sạc với đầu sạc 3 kW tại nhà tại 18 giờ tối thì điện áp sẽ bị
kéo thấp xuống ngưỡng cho phép. Đấy. Hiện tượng trên cũng sẽ xảy ra nếu chỉ 10% hộ gia đình nhưng dùng đầu sạc 7 kW. Đấy là chúng ta sạc tại nhà. Đấy. Chứ chưa kể đến cái sạc gọi là ở những công suất cao, sạc tại nhà và sạc qua đêm. Thì đấy là những cái ảnh hưởng của hệ ô tô điện đối với cả cái nguồn điện của chúng ta, là chúng ta trong quy hoạch và trong xử lý hệ thống điện là chúng ta phải lưu tâm đến. Và cuối cùng tôi đi đến kết luận và kiến nghị là thị trường đối với ô tô điện Việt Nam là như nào. Thì ở Việt Nam hiện nay có những cái như này, là chúng tôi sẽ nhận xét là Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để phát triển ngành xe điện. Thứ nhất là tiềm năng phát triển nguồn điện sạch của chúng ta là rất lớn. Đấy, chúng ta có điện gió, có điện mặt trời. Thì đây là cơ sở quan trọng để hiện đại hóa các phương tiện giao thông đường bộ và để điện hóa các phương tiện giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, một cái điều rất nổi bật của chúng ta so với các nước trong khu vực trên thế giới là hiện nay ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam đã có nhưng chưa mạnh, chưa bị trói chân vào với cả cái động cơ đốt trong. Cho nên khi nếu chúng ta chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện thì hoàn toàn chúng ta không bị đứt gãy chuỗi cung ứng khi chuyển đổi sang điện. Và nếu mà nói về xe điện thì chúng ta gần như đang cùng điểm xuất phát với các nước trong khu vực. Và nếu thậm chí tại thời điểm này thì tôi có thể nói chúng ta đã tiên phong, bởi vì chúng ta đã có một doanh nghiệp sản xuất được ô tô điện hoàn toàn là của Việt Nam, chứ còn các nước khác thì không. Và chính vì cái cơ hội vàng này không phải dành cho ô tô điện ở mỗi Việt Nam đâu, mà trong khu vực ta đã thấy Thái Lan, Indo đang chạy đua hết sức mạnh mẽ để thu hút đầu tư. Và một điều đặc biệt, ngay cả Singapore, một nước đã ngừng sản xuất ô tô gần 30 năm nay, thì đối với ô tô điện họ cũng đã quay trở lại với những dự án phát triển ô tô điện. Thì có thể nói đây là cơ hội trăm năm có một, Việt Nam cần phải tận dụng vượt trước các nước trong khu vực để xây dựng lại ngành công nghiệp ô tô điện là như vậy. Và để làm như vậy thì tôi có những kiến nghị. Đầu tiên đó là phải hoàn thiện các hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và quy chuẩn Việt Nam cho diện. Vì hệ thống này chính là công cụ hỗ trợ các công tác quản lý nhà nước về xe điện. Và đồng thời nó cũng là cái định hướng cho các nhà sản xuất lắp ráp trong nước, ngành công nghiệp phụ trợ của xe điện. Và cuối cùng nó cũng chính là cái việc bảo vệ người tiêu dùng. Khi làm được những này thì người tiêu dùng sẽ yên tâm và khai thác sử dụng xe điện. Bên cạnh đó là ban hành các chính sách phát triển ô tô điện đồng bộ trên cả ba phương diện. Thứ nhất là phát triển công nghiệp ô tô điện. Phát triển công nghiệp ô tô điện hay nói khác là phát triển cho các nhà sản xuất ô tô điện thì phải có những chính sách ưu đãi hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư và sản xuất ô tô điện và chuỗi cung ứng ô tô điện trên toàn cầu. Như phần đầu tôi đã nhận xét, hiện nay cái sự ưu đãi cho xe ô tô điện, nhà sản xuất ô tô điện nó vẫn đang ẩn mình trong cái ngành công nghiệp ô tô nói chung hoặc là công nghiệp hỗ trợ. Nó chưa có một cái sự đột phá. Rồi tiếp đến là chúng ta phải ban hành các chính sách trong cái mảng là nghiên cứu phát triển công nghệ ô tô điện. Nghiên cứu phát triển công nghệ ô tô điện vẫn là cốt lõi và nền tảng của ngành công nghiệp xe điện là vậy. Chúng ta có thể ban hành những chính sách để kêu gọi sự đầu tư, mang những cái nghiên cứu của các hãng khác về Việt Nam nghiên cứu. Tôi lấy điển hình như ở Việt Nam chúng ta đã có, không liên quan đến ô tô điện, nhưng mà trung tâm R&D của Samsung ở Việt Nam đã đầu tư 220 triệu đô vào Việt Nam. Thì đấy là nhờ những cái chính sách ưu đãi thì chúng ta kêu gọi được cái việc đầu tư trong nghiên cứu phát triển cho cái mảng điện tử. Thì tôi nghĩ rằng là với ô tô điện chúng ta cũng sẽ làm như vậy, thì chúng ta sẽ kêu gọi được các hãng lớn, các nhà phát triển lớn để đầu tư vào Việt Nam. Và cái cuối cùng đó là phát triển thị trường ô tô điện. Phát triển thị trường ô tô điện ở đây là giúp người dân thuận lợi hơn, dễ dàng hơn mua cái xe điện. Chúng ta phải giảm thuế, trợ cấp, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xe điện, hỗ trợ cho các cái nhà đầu tư về trạm sạc để người dân sẽ không còn cái quan ngại về quãng đường đi xa của ô tô điện nữa. Rồi những cái quy chuẩn về hạ tầng, xây dựng hạ tầng làm sao để cái trạm sạc của chúng ta, cũng như hỗ trợ về những cái quy hoạch về nguồn điện để đảm bảo rằng là sự lo lắng về quãng đường giới hạn và thời gian sạc của người khi dùng xe điện nó giảm đi, thì người dân sẽ chuyển sang dùng xe điện. Thì trên đây là toàn bộ cái bài báo cáo của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đã nghe. Vâng ạ,
Xin rất là chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc đã có một bài trình bày rất là tổng quan, rất đầy đủ và rất là sâu sắc về cái hiện trạng phát triển xe điện từ hạ tầng cho đến các cái quy định và cũng như là xác định được các cơ hội thách thức của Việt Nam. Em đã nhìn thấy có một vài câu hỏi dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc rồi ạ. Thì xin mời anh có thể trả lời trực tiếp với... Vâng. Ở đây tôi nhìn thấy của bạn Nam à, Nam NH. Xin hỏi đối với những nước đã có kinh nghiệm phát triển xe điện châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc thì bài toán về cải tạo phân phối lưới điện để tránh ảnh hưởng như như thầy đã nêu trong bài, họ sẽ thực hiện như thế nào? Thứ nhất như này là người ta, cái việc đầu tiên là người ta phải ra bộ tiêu chuẩn đối với các trạm sạc. Đấy. Khả năng phát sóng hài nhiêu, nhiễu trường điện từ bao nhiêu, công suất như thế nào, yêu cầu về những cái trạm sạc đấy là cái tiêu chuẩn để làm sao những trạm sạc đấy lắp vào hệ thống lưới điện của chúng ta nó không bị ảnh hưởng hoặc là ảnh hưởng ở mức gọi là nhỏ nhất vẫn chấp nhận được. Đấy là cái việc đầu tiên người ta đã làm. Cái thứ hai là đương nhiên cái hạ tầng cơ sở điện thì bao giờ cũng giống như Việt Nam thôi, họ có những cái bản quy hoạch nguồn điện, quy hoạch năng lượng. Đấy. Và từng cái hạ tầng đấy thì cái chất lượng đầu tư về về dây dẫn rồi hạ tầng cơ sở điện cũng sẽ được nâng cấp dần, bởi vì cứ mỗi một kịch bản điện là người ta đã phải đưa ra. Các bạn tưởng tượng như bây giờ chúng ta đang quy hoạch điện 8 ấy, là nguồn tiêu thụ là gần này thì tất cả các hạ tầng nó đi theo phải đáp ứng cho gần đấy. Đấy, đường phụ tải ra sao, trạm biến thế ra sao, và với những kịch bản đấy họ họ đồng bộ được với cả cái mức tăng trưởng xe điện khi họ làm chính sách. Ví dụ như Na Uy hoặc châu Âu, người ta đưa, người ta đặt ra mục tiêu là mỗi năm là 10% là lượng xe điện bán ra là bao nhiêu, thì từ đấy người ta tính ra được cái gì công suất, và từ công suất người ta tính được vậy thì để đáp ứng 10% đấy thì hạ tầng phải thì bao gồm hai vấn đề như vậy. Thì đấy, đầu tiên là phải thiết lập cái tiêu chuẩn để anh không vào nữa. Thứ hai là gì, từ cái quy hoạch nguồn điện, từ năng lượng cần thì họ cũng sẽ đi trước được. Thế như hiện nay ở Việt Nam thì tôi có một số anh em trao đổi bên ngành điện thì về mặt công suất phụ tải thì cái mạng lưới công suất thôi nhé, chứ còn chưa liên quan đến sóng hài và các tiêu chuẩn gì nữa, coi như là lắp cái tiêu chuẩn là ổn hết, thì chất lượng mạng lưới điện hạ thế của Việt Nam thì tôi thấy một số người là nhận định rằng là khu vực phía Nam của chúng ta là khá ổn, là đáp ứng được, có thể đáp ứng được. Đấy. Thì đấy là những cái mà chúng tôi có thể chia sẻ. Vâng, không biết là bạn Nam còn có, nếu còn gì thì chúng ta sẽ trao đổi tiếp nhé. Để tôi sang câu hỏi thứ hai của bạn Văn Hiến là các nước có những chính sách và biện pháp gì để thúc đẩy sản xuất cũng như tiêu thụ xe điện? Các nước, thực ra là chúng ta sẽ chia làm hai cái mảng như này để nói về xe điện. Thứ nhất là phát triển ngành công nghiệp xe điện và phát triển thị trường xe điện. Phát triển ngành công nghiệp xe điện có nghĩa là gì? Là các nước sẽ cố gắng để đầu tư làm thế nào giúp cho cái sản xuất được cái xe điện. Còn có những nước như Na Uy, Bắc Âu thì người ta chỉ phát triển thị trường xe điện, tức là người ta chỉ đầu tư vào cho người tiêu dùng thôi, chứ còn xe của tôi là nhập khẩu. Thì đấy là hai cái chúng ta, nếu mà khi mà chúng ta tìm hiểu các nước là chúng ta phải so sánh phân biệt đấy. Còn ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng Việt Nam chúng ta là phải phát triển cả ngành công nghiệp xe điện lẫn thị trường xe điện, bởi vì Việt Nam chúng ta đang bắt đầu vào thời kỳ bùng nổ về ô tô điện. Giống như cái bài vừa rồi các bạn nghe cái báo cáo của bên Ấn Độ ấy, là tỷ lệ xe điện của chúng ta xe ô tô chúng ta rất thấp và sắp tới nó sẽ tăng lên rất nhanh. Và tăng lên rất nhanh thì chúng ta phải gì? Có thị trường. Và muốn có thị trường thì chúng ta lại phải gì? Nếu mà chúng ta nhập khẩu thì chúng ta sẽ mất đi cái lượng công ăn việc làm, rồi rất nhiều thứ khác, cho nên là chúng ta sẽ thay thế đấy vào xe điện thì sẽ tốt hơn. Và như vậy nó sẽ có ba thứ nhỉ. Cái đầu tiên để phát triển xe điện của cái những nước APEC, bài học kinh nghiệm của APEC, đầu tiên là tôi phải đầu tư vào nghiên cứu phát triển công nghệ. Nghiên cứu phát triển công nghệ bao gồm nghiên cứu phát triển công nghệ xe điện này, trạm sạc này, rồi các cái công nghiệp ở đấy, tức là nghiên cứu về phát triển công nghệ nhé, công nghệ cốt lõi, rồi pin, ba thứ đấy. Đấy, pin, rồi công nghệ xe điện, rồi chạm sạc.
làm sao cho nó giải quyết được cái bài toán là lo lắng về quãng đường nó tiên tiến nhất. Thứ hai là đầu tư về phát triển công nghiệp xe điện, tức là cho những nhà sản xuất xe điện. Ưu đãi về thuế, về việc nếu người ta chọn sản xuất xe điện thì sẽ có những ưu đãi khác biệt hơn so với xe động cơ đốt trọng. Đấy là những cái cần phải làm. Hai cái đấy là hai cái quan trọng nhất để thúc đẩy được cho cái việc phát triển xe điện đi lên. Phát triển công nghiệp điện bao gồm một cái mảng nữa, đó là chính sách, ban hành các cái tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn, như tôi nói, tiêu chuẩn là cái định hướng để cho các nhà sản xuất họ yên tâm họ sản xuất, và cũng là cái bảo hộ cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng yên tâm thì sẽ tốt hơn. Cái thứ ba nữa là liên quan đến phát triển thị trường xe điện. Hai cái đầu là phát triển công nghiệp rồi. Cái thứ ba phát triển thị trường xe điện thì bao gồm cũng lại đầu tiên là về phần các loại pháp lý, văn bản, chính sách, tiêu chuẩn để làm sao phát triển trạm sạc, nguồn điện ổn định, người dân không phải lo lắng. Thứ hai là hỗ trợ về tài chính hoặc là thuế phí để người dân có thể có được cái lợi ích trực tiếp trong việc sử dụng xe điện. Thứ ba nữa là nâng cao cái nhận thức chuyên truyền hình ảnh quảng bá để người dân cảm thấy rằng là đi xe điện là có lợi cho môi trường, đi xe điện là đóng góp cho cộng đồng. Thì đấy là những cái gọi là biện pháp chung tổng thể. Thế còn đi sâu vào từng cái chính sách, từng cái một thì tôi nghĩ là tôi sẽ có một cái bài riêng thì tôi mới phân tích được ạ. Vâng. Vâng ạ. Mà cái thời gian thì không còn nữa, nhưng mà vẫn có một câu hỏi cho thầy Phúc ạ. Thì em muốn anh trả lời ngắn gọn. Nội dung về chưa được nội dung về tiêu chuẩn chưa được gặp, vậy theo thầy Việt Nam cần lộ trình như thế nào được? Đó một câu hỏi đấy này, đúng không? Còn câu hỏi đấy của bạn Phạm Thị Huế thôi, đúng không? Lộ trình thực ra tôi cái tiêu chuẩn TCVN nó chỉ là một phần trong cái quy định thôi. Chúng ta sẽ phải đồng bộ, đầu tiên là tôi phải nói là gì, lộ trình này phải đồng bộ giữa hai bên là các chính sách pháp lý, chính sách ưu đãi và sẽ đi kèm với tiêu chuẩn. Nếu mà tiêu chuẩn anh đi trước mà chúng ta không có chính sách hỗ trợ để người ta đưa cái xe đấy vào thì nó không có ý nghĩa gì cả, thì nó cũng chỉ để bằng không thôi. Đấy, vấn đề nó phải đồng hành với nhau. Ở đây quan trọng là cái lộ trình đấy như thế nào, không quan trọng bằng cái việc là sự phối hợp giữa các cái tiêu chuẩn Việt Nam đồng hành với cả các chính sách của Việt Nam là như thế nào. Thế còn vừa rồi thì Bộ Công Thương cũng có một cái buổi họp báo vừa rồi thì mọi người cũng đặt ra một cái tôi cũng trả lời một cái lạc quan nhất là 2050 là chúng ta 2045 đi là kỷ niệm 100 năm đúng không? Đấy, thì chúng ta cũng sẽ thành điện hóa được 50% chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta đặt cái mốc như vậy thì chúng ta sẽ có lộ trình. Vấn đề là chúng ta phải đặt cái mốc cuối, chúng ta muốn gì, bao giờ chúng ta được 50% là xe điện hoặc 100% điện thì chúng ta mới bóc ngược lại được cái lộ trình về tiêu chuẩn Việt Nam, rồi đồng hành với nó là lộ trình về chính sách. Vâng. Xin hết ạ. Mặc dù là thời gian cũng đã qua rất nhiều rồi nhưng mà vẫn còn tiếp tục một câu hỏi thì anh có thể trả lời ngắn gọn cho bạn Văn Hiến á. Phát triển mô tô và xe gắn máy điện. Thực ra mà nói, nếu mà nói về mô tô và xe máy ấy, chỉ có mỗi Việt Nam là phát triển nhanh nhất và nhiều nhất. Còn các nước phát triển thì mô tô và xe máy họ không phải là cái sản phẩm tiêu dùng nhiều. Những nước trong Đông Nam Á này, Việt Nam, Thái Lan, Indo thì nhiều, nhưng Việt Nam là siêu nhất. Đấy, cho nên là cái chính sách của họ về phát triển về motor với xe máy điện ấy, thì nó cũng không rõ nét lắm đâu. Nó chung cho xe điện thôi. Ví dụ là có những cái, ví dụ như xe này nó phát thải ít thì cái thuế môi trường, cái phí môi trường nó sẽ ít đi thôi. Đấy, chứ nó không mang cái tính rõ nét đặc thù riêng ra. Cho nên là tôi cũng chính vì thế nên là cái tìm hiểu về mảng về xe máy điện với xe điện này là tôi cũng chưa được sâu nhiều, nên tôi cũng không có cái nhiều thông tin để cung cấp cho bạn trong cái trường hợp này. Quan điểm và cam kết về CO2 không. Ở đây CO2 không có nghĩa là không phát thải CO2, đúng không? Chúng ta phải hiểu cái CO2 zero CO2 này là CO2 tuần hoàn, tức là tôi vẫn thải ra CO2 nhưng tôi đi trồng rừng thì nó lại thu lại hết cái chỗ đấy. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam vẫn có thể làm được. Quan điểm cá nhân tôi là chúng ta làm được, nhưng vấn đề là chính sách và nghị quyết chúng ta làm nhau thôi. Chứ còn làm là làm được.
nhưng vấn đề muốn làm lại phải đồng bộ. Tôi nghĩ như các bạn sẽ thấy là cái tiêu chuẩn Euro ấy, các tiêu chuẩn Euro 5, Euro 6 bây giờ chúng ta ban hành là cũng là bởi vì những cái cam kết này thôi mà. Và chúng ta cố phải làm. Vấn đề là chúng ta có hai cách. Một là chúng ta phải cắt giảm nguồn phát thải. Đấy, mà đây là chung nhá, nó không liên quan đến giao thông nữa. Và thứ hai là chúng tăng cái lượng hấp thụ phát thải lên. Đấy, tăng diện tích trồng rừng, tăng các thứ lên. Như vừa rồi tôi làm cái dự án với cả xe hybrid ấy, cũng sẽ rất là hay mà chuyển cái xe hybrid sang là nó tiết kiệm được rất nhiều, thành đi từ xe xăng thường sang xe hybrid thôi là nó đã tiết kiệm cứ khoảng 30% khí thải CO2 rồi, là tương đương trồng bao nhiêu mét vuông rừng rồi, có con số luôn đấy. Nên là chúng ta biết chúng ta sẽ làm được. Vâng. Phát thải CO2 bằng không là chính là net CO2 emission đúng không ạ? À, phát thải ròng đấy ạ. Vâng. Em cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Đạo Phúc rất nhiều với bài trình bày rất hay và thực tế ra là rất là nhiều người quan tâm đến cái cơ hội, cái thách thức và cũng như là các nội dung phát triển xe điện. Thì cũng cảm ơn anh đã nhận lời và tham gia cái chương trình đào tạo ngày hôm nay của dự án ạ. Và chắc chắn là hy vọng thì trong những cái lần sẽ có những khóa đào tạo tiếp theo lại thì hy vọng sẽ được hợp tác với anh ạ. Vâng, cảm ơn Thủy. Dạ. Vâng, thì kính thưa quý vị đại biểu thì chúng ta đã trải qua đến ngày thứ 3 rồi. Chúng ta còn một ngày cuối là ngày mai. Ngày mai thì là chương trình sẽ có các cái buổi sẽ nói sâu hơn nữa về cái trạm sạc như thế nào và có những cái hiện tại thì Việt Nam đang phải đối mặt với những khó khăn gì đối với vấn đề quy hoạch và phát triển trạm sạc, bao gồm cả những quy chuẩn tiêu chuẩn ra làm sao, và để mà vượt qua những khó khăn như Việt Nam hiện tại thì một số nước khác họ đã thực hiện những cái giải pháp như thế nào để mà có thể thúc đẩy phát triển phương tiện điện tại đất nước của họ. Và sau đấy thì là chúng ta xem xét thì là cơ hội phát triển của Việt Nam đến đâu. Thì đấy là ngày bài trình bày của ngày mai, là cái bài ngày thứ tư của cái khóa đào tạo ngày hôm nay ạ, của khóa đào tạo đợt này. Thế thì hôm nay thì là cũng đã muộn rồi, thì là xin cho phép tôi được thay mặt cho dự án Solution Plus và đồng tổ chức cùng với Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Tổ chức Không khí sạch Việt Nam Clean Air Asia. Thì rất là trân trọng cảm lời cảm ơn đến quý vị đại biểu cũng như là các anh chị học viên đã bỏ thời gian đến buổi như thế này tham gia cùng chương trình, và rất hy vọng là ngành có thể là đồng hành với các quý vị đại biểu và các anh chị học viên trong ngày mai ạ. Và xin trân trọng cảm ơn và chúc các anh chị cũng như là các anh chị giảng viên cũng như là các quý vị đại biểu là một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn ạ và hẹn gặp mặt lại sau buổi chiều ngày mai vào lúc 2 giờ chiều ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn chị Thủy ạ. Rồi, cảm ơn Thủy nhé, cảm ơn mọi người, xin chào mọi người. Vâng, cảm ơn.